Xin chào mọi người. Chiều nay tiếp tục xếp đùi nha mọi người ơi. Xin chào Thị Tinh. Đây tí đứng lên cho mọi người xem. Cái set tí đang mặc là set đùi 40-57kg. Cái này là Lenin thun nha. Cái này nó có hình như không có giãn. Không có giãn nha khắp. Chứ ơi, chứ kêu nhân viên gọi là chốt đơn giùm em đi. Thí An Nhôi. Em vô báo chốt phải Thí An Nhôi đi. Rồi cả nhà ăn nhau. Này thấy ăn nhau chị hình dáng chưa? Ai nè cả nhà ơi. 99.000 đồng giá nha. Nó nút nè, nó nút nút đẹp không? Nút gỗ. 99k nha, 40 cho đến là 56kg đi, 40 đến 56kg. Rồi ai lấy thì ghi giùm Tiết nha. Hôm nay ghi cho Tiết là mã 1 đi, tại vì bông nhiều quá giờ Tiết đọc mã nha. Mã 1. Rồi 40 cho đến là 56kg. Rồi đây khách ơi, đẹp lắm luôn nha. Rồi đây là mã 2, chị nhận được hàng 20 tháng 10 rồi Tiết ơi. Dạ em cảm ơn chị Kim Chi. Rồi cái này mình ghi cho Tiết mã 2, có sai đại không sớm. Sai đại hôm nay Tiết còn ít thôi khách. Cũng có nha, nhưng mà sẽ ít mẫu hơn là sai nhỏ. Cả nhà để ý cái quần là bản ở sau có thun. Rồi cái bông này thì không có đại, bông này chỉ có sai giống Tiết mặt thôi. Rồi cái này ghi cho Tiết là mã 2 nha. Tại vì bông nó tựa nhau cho nên Tiết đọc mã cho mọi người dễ đặt. Bộ đang mặc cho chân thì bộ đang mặc ai lấy thì mình cứ ghi cho Tiết là mã 1. Mã 1 nha, 99.000 đồng giá. Rồi đây mã 1 cái gọn bộ nha, giống Tiết mặc là mã 1. Rồi cái này là mã 2, đẹp lắm mọi người. Bộ đang mặc có dài, có đại hay dài em? Màu quy trần xà cừ khó nè. Em có lấy không? Hình như chỉ còn màu xanh với màu đỏ. 65kg cũng có khắp nhưng mà ít mẫu nha. Mọi người chia sẻ like, thả tim cho Tí thì Tí sẽ ở đây này, hàng hai bên Tí sẽ soạn để lên. Mọi người muốn đặt size gì mọi người cứ lên. Đơn sáng, đơn sáng mà chưa có đi Thiên Kim. Rồi đây là mã 2 nha. Tiếp mà là mã 1, đây là mã 2. Rồi có bông, có caro, có màu. Rồi đây là mã 3. Rồi mã 3 nè mọi người, 40-57kg nha, mã 3. Rồi Thiên Kim nếu mà có đặt thì dồn luôn, còn không thì bên Tiết đi đơn nha. Thiên Kim này em nói chút đơn là khoan hãy ấy nè, đợi khách có đặt lại chiều, khách nói nè. Rồi chị có một món gửi không? Dạ cái này bên em đi đơn hai món nha chị ơi, tại vì mấy cái này là em bán sale hết. Em đi đơn hai món nha. Trời ơi, hoa nhí mọi người. Cái này là áo mà dạng dài, còn cái là nó lửng lửng nè mọi người thấy không? Rồi, đẹp chưa? Cái này to hơn mà 60kg được. 1, 2, 3, rồi đây mã 4. 60kg trở lại nha. Mấy cái bông này Tiết sẽ đọc mã. Rồi, đây là mã 4 nha, sơ mi. Mã 4. Tiên Tiên chưa gọi như giờ tận hàng. Rồi, nó xin tò đặt thêm. Rồi bộ bông không có quần dài nha khách. Rồi cái này ghi cho Tí là mã 5. Rồi Thiên Kim để đặt thêm 40-57kg mã 5. Đó cả nhà, bông là không có dài và cũng không có đại luôn cả nhà ơi. Chú cho Tí là mã 5 nha.
Rồi mã 6. 40 đến 57 cái mã 6 là màu lá đậm. Mã 6 nha, kiểu em tí đang mặc. 40 đến 56 57 ký. Rồi mã 6. Ai bông nha mọi người, mã 6. Rồi mã 7. Rồi được chị Tiết nghe, sáng có một bộ giờ mình đặt dồn vô được nha chị. Rồi đây nha, kiểu Tiết mặc mã 7. Rồi chị nào lấy mã gì thì mình lên nha. Đó, bông, bông thì không có đại. Rồi đây là mã 8. 40 đến 57 ký mã 8. Rồi lấy thì ghi cho tí là mã 8 nha, 40 đến 57 ký mã 8. Rồi mã 9 luôn. 40 đến 57 ký mã 9. Rồi mã 9 nha. Không có bộ dài khách ơi, đã trả lời rồi, không có bộ dài mà khách cứ vô kiếm dài hoài. Không có dài, đừng có ai kiếm dài hết. Em đã ghi là xếp đùi thôi, em xả xếp đùi. Là em không có dài, đừng có vô kiếm dài nữa. Rồi đây, cái này 40 cho đến là 58 ký. Rồi mã 8, đổ kim yến thôi, phải bộ này không? Like qua nhiều mã quá. Mã 8 thôi bộ này. Chị mới nhận được đồ nhà Tuyết đẹp lắm. Phải không khách ơi? Rồi ai lấy chốt cho Tiết là Riu nè. 40 đến 58 ký dùm Tiết nha Riu. Rồi 40 đến 58 mọi người mua hàng mọi người để ý Tiết có ghim nha. Đó, Tiết xả xếp đùi có nghĩa là Tiết chỉ bán đùi thôi. Cho nên là mọi người đừng kiếm dài. Sáng cũng vô kiếm dài, chiều cũng vô kiếm dài và Tiết đã ghi xếp đùi có nghĩa là Tiết chỉ có đồ đùi Tiết bán thôi. Rồi cái này ghi cho Tiết là vàng 40 đến 58 ký vàng. 40 đến 58 ký vàng. Đây, cổ sơ mi nha. Rồi lấy thì ghi cho Tiết là vàng 40 đến 58 ký. Rồi cái này là hồng sen này, có dây ở sau nha. Hồng sen 40 đến 60 ký. Rồi chốt cho Tiết hồng sen 40 đến 60 ký nha, mã của mình là hồng sen. Rồi 40 đến 60 ký hồng sen. Bộ này để coi có đại, bộ này đại nè khách, ghi cho Tiết là lá đại 65 ký cho lại, mã của mình là lá đại nha. 65 ký cho lại. Rồi chốt cho Tiết là lá đại 65 ký cho lại. Vàng cho đổ kim yến. Rồi ok, đổ kim yến có vàng. Bộ này ghi cho Tiết là lá đại 65 ký cho lại. Rồi cái nào Tiết đọc chữ đại là 50 đến 65 ký nha, còn lại là tầm 56 57 ký lá đại. Rồi cái này nhỏ nè khách, 40 đến 50 ký, mình chốt cho Tiết là Reuner. Reuner nha, 40 đến 50 ký Reuner. 40 đến 50 ký Reuner. Rồi chốt cho Tiết mã là Reuner, 40 đến 50 ký Reuner nha. Rồi tím N. 40 đến 50 ký mã là tím N. 40 đến 50 ký tím N nha. Mấy cái nhỏ, caro là nhỏ. Tím N 40 đến 50 ký. Tím N. Lá đại cho gia bảo. Rồi gia bảo có lá đại. Riu N tím N. Em nhận đồ rồi nha chị, áo khoác hẹp lắm. Rồi cảm ơn em, chúc ly Nguyễn Thị. Rồi đây vàng đại các ơi, 50 đến 65 ký vàng đại. 50 đến 65 ký mã của mình là vàng đại nha. 50 đến 65 ký vàng đại. Rồi
Rồi, bộ này đẹp nha, bộ này có dây nè. Cái này mình có thể xài dây hoặc không xài dây cũng được. Đây nha khách. Đó, mình xài dây thì mình cột một bên nha. Rồi, nếu mình không xài dây bình thường như vậy cũng được. Cái này là 45-62 kg, mình ghi cho tiết là nâu. Mango nha khách. Rồi, xuân mi ơi, 65 kg, cao mới vừa nha, xuân mi 65 kg, cao mới vừa nha. Màng đại chốt cho da bảo. Rồi, nâu 40-62 kg, nâu. Ai cả nhà vải không giãn, cho nên là chị nào tiết báo mà 50-65 kg, 65 kg là cao mới vừa. Mà nếu mà thấp thì nhỏ hơn 65 kg. Rồi, cái này ghi cho tiết là xanh đại. Rồi, vàng đại đã chốt nha, xanh đại. Có nguyên hàng nút ở sao luôn. Rồi, cả nhà ơi, nguyên hàng nút gỗ làm sao nha. Xanh đại, màu này màu xanh bơ. 50-65 kg, xanh đại. 50-65 kg. Rồi, chốt cho tiết xanh đại, nguyên hàng nút có phía sau. Xanh đại nha, 50-65 kg. Rồi, mã này ghi cho tiếng là hồng. 40-60 kg nha khách. Khoan để coi kỹ dưới này coi. Rồi, 62 kg trở lại được. Mã này là hồng nha, 62 kg trở lại hồng. Rồi, đẹp nha, 62 kg trở lại, chốt cho tiếng là hồng. Có ba cái nút gỗ phía sau nè mọi người. Rồi, chốt cho tiếng là hồng nha. Rồi, xanh đại cho thiên kim. Rồi, biển đại là sắc nách nè mọi người. Biển đại nha, 50-65 kg, biển đại. Đại, biển đại này là sắc nách, 50-65 kg. Rồi, chốt cho biết biển đại. Rồi, đồng giá 99.000, Phúc Vân ơi, đồng giá 99.000. Rồi, chốt cho tiếp là biển đại, 50-65 kg nha. Hả của mình là biển đại. Biển đại 50-65 kg. Rồi đây nhỏ hơn nha. Cái này tầm 47 kg cho lại. Mình ghi cho tiếng là xanh bơ 40-57 kg. Rồi chốt cho tiếng là xanh bơ nha, 40-57 kg. Rồi ghi cho tiếng xanh bơ. Cam. Rồi 40-57. Chị Nam Hà có kêu đi đơn không chị? Mình có nói là đi đơn khỏi gọi không? Rồi cam nha. Biển đại cho da bảo. Biển đại tiết còn này khách. Biển đại tiết còn nha. Rồi cái này ghi cho tiết là cam, 40-57 kg. Mã của mình là cam nha. Xanh bơ với cam hồng đất, 40-57 kg. Đây hồng đất, 40-57 kg hồng đất. Rồi Nam Hà báo chốt đơn đi em. Rồi đặt hàng mã là số điện thoại một dòng như nguyên phan rồi. Hồng đất cho đậu đậu. Rồi đậu đậu hồng đất 40-56-57 kg. Dạ đúng rồi chị Kim Chi Lê Thị. Cái này ghi cho tiếng là hồng đại 50-65 kg. Hồng đại này là mango nha. Rồi hồng đại 50-65 kg. Hồng đại 50-65 kg. Rồi chốt cho tiếng là hồng đại nha. Rồi hồng đại này tiếng có 2 bộ 50-65 kg hồng đại. Rồi còn vàng đại nữa nè mọi người. 50-65 kg vàng đại. Ai đẹp nha, cái này mango nha. Rồi chị Kim Chi Lê Thị lấy hồng đại. Dạ ok chị, hồng đại tiết còn bộ nha. Rồi cái này chốt cái tiếng là vàng đại 50-65 kg. Này mặt đẹp nha mọi người ơi, vàng đại. Hồng đại cho Triệu Kim Bủ. Rồi chị nào khách mới mã và số điện thoại một dòng tiết máy đến hàng nha mấy chị. Mình tiết gọi chốt đơn. Rồi vàng đại. Rồi vàng đại nha mọi người ơi. Rồi vàng đại nha, 50-65 kg, còn 3 bộ vàng đại.
Rồi bàn đại. Rồi mã này ghi cho Tuyết là da 40 đến 57 58 kg, da 40 đến 57 58 kg, chốt cho Tuyết là da. Đây da nha mọi người. Đây cổ sơ mi, chốt cho Tuyết là da. Rồi bộ này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đây cả nhà để ý cái bèo này. Vàng đại hằng ni ni rồi vàng đại tiếp còn nha. Vàng đại cho da bảo rồi ok, còn bộ vàng đại. Cái này ghi cho Tuyết là hồng phấn nha, 40 đến 57 kg. Hồng phấn 40 đến 57 kg. Hồng phấn. Rồi chốt đơn nhìn Tuyết hồng phấn nha, 40 đến 57 kg. Rồi Nguyễn Hàng lấy vàng đại. Rồi Tuyết hết vàng đại nha. Cái này khách ghi cho Tuyết là hồng phấn nha, 40 đến 57 kg hồng phấn. Rồi kem nè khách ơi, 40 đến 57 kg kem. Rồi chốt cho Tuyết là kem nha, 40 đến 57 kg, mà của mình là kem 40 đến 57 kg kem. Hoa thí hồng phấn. Rồi hồng phấn. Em giờ sao biết em kiếm chị cây này nè, chị nhớ còn nhiều. Hoa thí hồng phấn, nguyên phan hồng phấn. Đây bộ phối luôn nè cả nhà, đẹp lắm luôn. Rồi kem cho Huệ Dương. Rồi ok, Huệ Dương có kem. Rồi đây bộ này phối nha, 40 cho đến 56 kg. Bộ này là quần dây kéo không có thun nha khách. Rồi cái này ghi cho Tuyết vàng phối 40 đến 56 kg. Vàng phối nha. Đây 40 đến 56 kg. Thấy không Hải ơi? Em thấy đây chị ra chị kiếm nha. Rồi đỏ tươi khách ơi. Còn xếp đồ bộ hồng có nón hồi tối không chị, chứ còn màu đen à, còn không nón thôi khách, còn không nón nha. Rồi đỏ tươi 40 cho đến 58 kg đỏ tươi. Hình như nó sát tường á hả. Rồi đỏ tươi nha mọi người, 40 đến 58 kg đỏ tươi. Bằng lăng tím lấy vàng phối. Rồi ok bằng lăng tím. Ai bộ này đẹp nè. Ồ, bộ này ai nở lòng nào không lấy, quá đẹp luôn. Hồng dâu 40 đến 57 kg. Rồi có đầy đủ nút nha. Hồng dâu 40 đến 57 kg. Rồi hồng dâu hết rồi, 40 đến 57 kg. Mẫu này dễ thương, hồng dâu nha. Di lấy hồng dâu. Rồi ok Di hồng dâu. Có một hai bộ thôi. Bóng bóng nè, em thấy cái bóng bóng nè, vàng vàng nè. Để lại dưới đi em, để lại gì đi rồi. Đúng rồi, bóng bóng vàng. Hóa hồng phấn nè. Chị nhớ cái này đó, chị hồng phấn. Hồng da. Hồng phấn tí hóa, tí còn hồng da với vàng, cúc bộ vàng đi chị. Đỏ tươi cho Phi Phạm. Hồng dâu tiết chốt rồi. Đây mọi người, hồng phấn tiết hết nha, tiết còn vàng với hồng da thôi. 40 đến 57 kg, tiết còn vàng với hồng da nha mọi người nha. Vàng với hồng da. Đây hồng da nè. Rồi tiết còn vàng với hồng da nè mọi người ơi, 40 đến 57 kg nha. Hồng dâu tiết chốt của người khách. Rồi tiếp hồng vàng với hồng da mọi người ơi, ai lấy thì dùm tiếp nha. Thì là chị Nguyên Phan không có. Ờ không có. Nguyên Phan không có hồng phấn rồi khách ơi, hồng phấn hết rồi, còn hồng da được không khách? Tại vì tưởng còn hai bộ mà hết rồi, có một bộ. Rồi bộ trắng đại mọi người ơi, 65 kg trở lại nha. Vải đẹp lắm luôn. Rồi trắng đại nha khách, 50 đến 65 kg. Phạm Long lấy vàng rồi ok, Phạm Long vàng.
Rồi cái này ghi cho Tiếp là trắng đại, hồng da cho chân hiền. Rồi vàng Tiếp còn nha, trắng đại, trắng đại mọi người ơi, đại là 50-65 kg nha, vải đẹp lắm luôn, trắng đại. Rồi đây khách ơi, mã này ghi cho Tiếp là mã 7 vàng đi đó, tại vì vàng nhiều quá sợ trùng đọc mã nha. Cô đùi sọc cuối like hồi chưa còn chị đùi sọc mã nào ta, nè sọc caro nhiều lắm, không biết em nói mã nào. Tại vì sọc chị cũng có nhiều mẫu, không biết là mẫu nào. Rồi cái này chốt cho Tiếp là mã 7 vàng nha, 40-57 kg, mã 7 vàng 40-57 kg nha, mã 7 vàng. Rồi mã 7 vàng cái này cái gì nha. Cái này mở ra xem, bình an bơm về, dồn đơn hồi sáng cho chân hiền. Mã 5 lúc sáng hết rồi em. Rồi mã này ghi cho Tiếp là mã 8 hồng sen nha, mã 8 hồng sen, mã 8 hồng sen nha khách. Rồi 40-58 kg, đây hai bộ dài, mấy bộ dài này khách bơm về nè. Trời ơi quá trời nè. Đây mọi người, trời ơi sáng nay ít nhiều nè, quá nè. Coi nè, bỏ ra luôn đi, bỏ ra biết làm gì mà ít nhem luôn. Rồi đây bộ dài, bộ dài này đại mọi người à, bộ này không phải đại, 40-57-58 kg. Rồi cái này ghi cho Tiếp dài vàng. Rồi Tiếp chốt cho mọi người 109.000 thôi, đùi đã chín chín rồi, dài này Tiếp chốt 109. Rồi dài vàng nha, 109, dập ly 70 kg không có chị. Rồi dài vàng nha, 109, dài xanh 40-57-58 kg, 109. Đây có hai bộ dài nha, 109. Rồi đây bộ sọc đại 50-65 kg, chốt cho Tiếp sọc đại 50-65 kg, dài vàng luôn phạm 109. Rồi còn dài xanh 109 nha. Rồi đùi nha mọi người, cái này ghi cho Tiếp là xanh lá, 40-56-57 kg xanh lá, 40-56-57 kg xanh lá, dài xanh cho da bảo. Rồi da bảo có dài xanh 109, hai bộ dài ghi giá luôn đi. Rồi 109 nha mọi người ơi. Xanh lá, xanh lá là đùi thì 99 ra thôi khách. Mà còn màu khác không? Đây, còn nè khách. Này ghi cho Tiếp là vàng nhí nha, 40-56-57 kg vàng nhí. Sọc lại cho Thu Nguyễn. Rồi ok Thu Nguyễn, cái này mang vô. Xanh lá cho Phạm Diễm. Rồi ok Phạm Diễm, xanh lá. Sọc lại chứ khó rồi khách ơi. Đây, cái này là vàng nhí, giống như Tiếp mặt Tiếp chơ bông lại nha, vàng nhí nha. 40-56-57 kg thôi khách, vàng nhí, vàng nhí nè khách ơi. Rồi cái này ghi cho Tiếp là vàng hoa, bộ tay bèo còn em, vàng nhí cho Hoàng Hôn, vàng nhí còn bộ nữa. Rồi vàng nhí bộ tay bèo, tay bèo chị còn hình như là dạ à có chị chuyển rồi, có đi đơn em quên bán.
bèo gồng đủ màu luôn nè khách. Rồi đây, đây bèo. Bèo gồng màu vàng nhí. Rồi đây, rồi đây bèo nha, dơ màu cho lẹ nha, vàng bèo. Rồi tiếp dơ màu cho lẹ nha, vàng bèo. Hello Su Su, tem bèo, xanh bèo, kem bèo, riêu bèo màu riêu, hồng da bèo. Rồi còn mấy màu khác ơi. Rồi xanh bèo là màu xanh biển. Rồi nhiêu màu đó em, lớp nguyên. Rồi vàng nhí xong rồi phải không, vàng bèo cho lớp nguyên. Đây đẹp nha. Rồi cái này ghi cho Tiết là hoa vàng thì kiểu tiết mặt nha mọi người. Hoa vàng là kiểu tiết mặt. Đây hoa vàng, da bèo cho lớp nguyên. Màu da là màu nào ta? Hồng da hả em? Hồng da đúng không? Riêu bèo cho lớp nguyên. Rồi kiểu tiết mặt bộ này là hoa vàng 40-57 kg. Hoa vàng. Rồi xanh 40-57 kg kiểu em tiết mặt. Xanh 40-57 kg xanh. Anh Hương Nguyễn hôm bữa mua hàng gọi nhiều cuộc không nghe máy. Rồi cái này lá đặt trên like rồi tới lúc nhân viên chốt đơn gọi nhiều cuộc không bắt máy. Du My Nguyễn Thị lấy hoa vàng. Rồi xanh lá mọi người ơi, xanh lá nha, 40-57 kg xanh lá, 40-57 kg mã của mình là xanh lá. Xanh hoa nha khách, xanh hoa. Rồi xanh cho Phạm Long. Đây Phạm Long lấy xanh. Cái này ghi cho tức là xanh hoa, có bông hoa nhỏ nè. 40-57 kg xanh hoa. Bèo 40-56 kg em ơi, 40-56 kg nha. Rồi cái này ghi cho Tiết là đỏ. 40-56 kg gọn người 57 kg được hết. Rồi đỏ nha. Rồi tiết mặt còn bộ nữa nè. Cho em xem bộ bèo rồi đợi chị xíu nha. Rồi cái này ghi mã 1, mã 1 luôn đi. Rồi Thạch Nhi ơi free size em ơi, 40-56 kg ok thì chốt nha. Không có chính xác 52 kg. Đó, chịu thì chốt nha. Tại vì cái hàng này may sẵn, không có chính xác số ký theo size của khách được. Khách đồng ý thì khách lấy, tí ra báo số ký là 40-56 kg. Đồng ý thì cứ chốt. Rồi đây mẫu bèo lên lại nè. Rồi đây một cho Đặng Thu. Rồi Đặng Thu lấy một. Một để coi một còn. Một cho Tiền Thanh. Tiền Thanh mã 1. Rồi mã 1 hết rồi mọi người. Sao ai cũng lấy mã 1. Khoan khoan coi kỹ rồi coi. Mã 1. Mã 1 hết rồi khách. Rồi đây mẫu bèo nè. Cái này là xanh bèo 40-56-57 kg thôi khách. Xanh bèo. Rồi lấy thì chốt cho Tiết là xanh bèo nha. Đó mẫu bèo nè. Rồi xanh bèo nha khách. Màu xanh này xanh biển ha. Xanh bèo. Bộ đang mặc cho Hoàng Hôn. Rồi đây bộ đang mặc. Kiểu tiết mặt có cái bông này nhưng mà có kiểu khác đó nha khách. Kiểu nơ nè khách. Vô kiểu nơ nha, ai lấy nơ thì lên nơ luôn nè. Đây một nơ nè. Hai một nơ mọi người ơi, dễ thương lắm luôn. 40-57 kg một nơ. Rồi giống bông thì giống kiểu khác. Một nơ nha mọi người. Cổ lá sen nè.
Rồi mã này của mình là mã 1 nơ, hút gỗ hết nha. Rồi xanh nơ, lá nơ, hồng da bèo tiếp hết rồi các bộ, hồng da tiếp con bộ, hoa nhí nơ, bộ mặt nơ là cái bông mặt màu nơ, du mi Nguyễn Thị một nơ, rồi một nơ cho du mi Nguyễn Thị, bộ mặt nơ, rồi hoa nhí nơ, lá nơ, xanh nơ, rồi vàng nhí nơ, này là hoa vàng nơ, đỏ nơ, xanh hoa nơ. Rồi đây nha khách, vô đủ màu cho khách. Rồi bây giờ tiếp lên mẫu này. Đây, mọi người, mọi mẫu này là mình có thể xài dây cột eo hoặc không thì mình để bình thường như thế này. Rồi 45 đến 62 kg ghi cho tiếp là cam. 45 đến 62 kg mã của mình là cam nha, 45 đến 62 kg cam với nâu hai màu. Rồi bộ tiết mặt nơ. Rồi Dung My Nguyễn Thị bộ tiết mặt nơ. Rồi cái này ghi cho tiếng là nâu, 45 đến 62 kg nâu. Đẹp nha mọi người ơi. Đây. Rồi ghi cho tiếng là nâu nha mọi người ơi, nâu nha. Cam với nâu. Rồi 40 đến 58 kg vàng mọi người ơi, 40 đến 58 kg vàng. Rồi chốt cái tí là vàng nha, 40 đến 58 kg vàng. Rồi 40 cho đến 56 kg hồng. Rồi lấy thì chốt cho tí là hồng, 40 đến 56 kg hồng. Đi nin nha cả nhà. Du My Nguyễn Thị lấy vàng. Rồi đây là hồng nha khách ơi, hồng 40 đến 56 kg hồng. Rồi cả nhà, mẫu nút này dễ thương lắm nè, ở phía trước đơn giản ha, sau có nguyên hàng nút gỗ 40 đến 56 kg, chốt cho tí là đỏ nút. Đỏ nút nha, 40 đến 56 kg đỏ nút. Rồi mã của mình là đỏ nút nha, 40 đến 56 kg đỏ nút. Rồi vàng tí còn bộ, vàng tí còn bộ nha. Đỏ nút cho lớp nguyên. Rồi đây lấy trong bịch cho lớp nguyên luôn. Đỏ nút còn hai bộ nha khách. Rồi bằng lăng tím đỏ nút. Rồi đỏ nút còn bộ luôn. Đỏ nút còn một luôn. Rồi cái này đại nè, tiếp lên mẫu này đại cho mọi người chốt nha. Đó sen kẻ có nhỏ có đại. Rồi sen kẻ có nhỏ có đại. Nâu 62 cái mét 6 mới vừa khách ơi. Rồi mẫu này đẹp lắm nè cả nhà, cả nhà để ý nha. Cái mẫu này á mình gài ngay cái eo lại. Đây tí gài một bên thôi. Đây. Gài ngay cái eo lại. Đây nè cả nhà, thấy tí gài không? Đó, ở đây là xẻ nha. Bên đây là tí không gài cho mọi người dễ thấy nè. Đó, nút ở phía trước. Đó, mình gài lại. Gài lại là như thế này nha. Rồi 50 đến 65 kg. Chị bao nhiêu ký? Chị 50 ký, 1m62. Việt Anh Ly lấy đỏ nút. Rồi cái này ghi cho tí là vàng đại 50 đến 65 ký nha. Đó, đây nè mọi người. Ở mình gài lại là ngay cái eo như thế này nha. Nãy chị nào kiếm đại đó, ngay eo này thấy không? Bóp vô hai cái eo nè. Rồi mã này ghi cho tiếp nha. Vàng đại 50 đến 65 ký. Này tí có nhiều màu. Ai không thích gài nút thì mình để bình thường là nó suông, còn ai thích gài nút thì nó ôm vô cái eo như thế này. Rồi tiếp có đen đại, biển đại, lá đại, hồng đại, đỏ nút, hết đỏ nút, hết đỏ nút. Nhỏ ơi lấy đen đại. Đó, mình thích cài nút vô thì mình cài, không thích thì mình để bình thường. Rồi nâu đại,
nâu đại nha. Rồi có nhiều màu thôi khách, có bao nhiêu thôi khách ơi. Giờ lại nha, nâu đại nè, hồng đại, chị kim chi lê thị nâu đại, rồi chị kim bủ xanh đại, biển đại vàng đại hồng đại, rồi nhã lê vàng đại, phúc vân mua hàng kèm số chị. Chị kim bủ em ghi xanh, em ghi xanh em ơi. Rồi lá lại sơ mi cam chứ không có đọc cái nào sơ mi cam hết. Y đơn cho kim chi lê thị đen đại hết, hồng đại, xanh đại, lá đại, nâu đại hết. Rồi biển đại, chiều kim bủ xả bộ, chiều kim bủ hồng đại cho Trần Huyền. Rồi chỉ cần lên số thôi chị Phúc Vân ơi, không cần lên địa chỉ nha, bên Tích sẽ gọi mình, chỉ cần mình lên số điện thoại thôi. Rồi mấy chị khách mới là mã thiết lập kèm số điện thoại một dòng nó không cần lên địa chỉ nha. Rồi chị này là chị lấy màu gì đây ta? Rồi chị Phúc Vân lấy hồng đại. Rồi em đọc lại cho mọi người, biển đại nha, 50 đến 65 kg nha, biển đại. Y đơn cho chị kim chi dậu, cho chị đen con bộ là chốt rồi đó mọi người. Lá đại cho chịu kim bủ. Rồi hồng đại, lá đại, vàng đại, tức còn 4 màu nha mọi người. Mua cái này đi, mặc đẹp, mặc được 2 kiểu. Chị nhận hàng rồi em đẹp nó mặc được 2 kiểu. Kiểu bình thường là mình không gài nút, còn một kiểu mình muốn chích vô eo thì mình gài nút vô. Rồi vàng đại, lá đại nha. Mẫu này đẹp nè mọi người, ai lấy thì chốt mẫu này nha. Vừa sơ mi vừa có tay, vừa sơ mi vừa có tay. Rồi Chi Linh lấy biển đại. Đó mấy chị nên mua mẫu này. Lenin đó, cái này là người ta gài vô nó có eo. Rồi chị Phúc Vân lấy vàng đại. Rồi ai lấy số hình tiếp nha. Mẫu này đẹp nha, chất Lenin hết nha mọi người. Rồi nhỏ ơi còn hồng đại hết vàng đại nha em. Nhỏ ơi có hồng nữa hết vàng. Rồi ai lấy số mẫu này bao đẹp, tại vì mình mặc được 2 kiểu. Rồi hồng đại, xanh đại. Rồi hồng đại cho Dung Mi Nguyễn. Mẫu này đẹp. Quên biển đại, lá đại, Trương Thủy lấy lá đại. Ai mẫu này đẹp. Rồi tiếp hồng biển đại, biển đại nha. Rồi biển đại mọi người, đẹp quá. Mẫu này nên mua mấy chị, mặc được 2 kiểu. Rồi chốt cho biết biển đại. Rồi chứ có bộ tay lỡ nè khách, tay lỡ này là nhỏ nha. Tay lỡ này tầm 5-6, 5-7 ký trở lại thôi. Rồi cả nhà ơi, tay lỡ nè. Đây cái dây nè, gài vô nha. Mã này ghi cho tiếp tay lỡ hồng, tay lỡ đỏ, chỉ còn có 2 màu thôi, 40-57 ký. Rồi xanh lá hết nha. Rồi đây, đẹp chưa mọi người, mã này ghi cho tiếp tay lỡ hồng, tay lỡ đỏ, còn đúng 2 màu. Hồi sáng là có đủ màu, giờ còn đúng 2 màu. Tay lỡ hồng, tay lỡ đỏ, đẹp lắm cả nhà. 40-57 ký thôi, cái này thì hơi nhỏ nha, 5-6-5-7 ký. Tay lỡ hồng, tay lỡ đỏ. Rồi ai lấy chốt giùm tiếp tay lỡ hồng và tay lỡ đỏ nha, 40-57 ký. Kim Anh lấy tay lỡ hồng rồi, ok Kim Anh. Tay là tay lỡ đỏ, 40-57 ký. Rồi chốt giùm tiếp tay lỡ đỏ nha mọi người. Tay lỡ hồng, tay lỡ đỏ. Rồi bộ vàng nè mọi người ơi, bộ vàng này có dây cột ở sao nha. Rồi mã này mình ghi cho tí là vàng dây, tại có dây cột sao, 45-60 ký. Em nhận 6 bộ thun thái đẹp lắm chế. Rồi vỏ lông lỗi chụp hình, gửi qua số Zalo nhân viên tí sẽ giải quyết nha.
Rồi, ngọc kiều khoan không có láo khoét em ơi. Mã này ghi tiếp vàng dây 45-60 kg. Rồi đây chốt đơn cho Tiết, cái này vàng dây nha mọi người. 45-60 kg dây là phía sau lưng. Dáng này babidon nha, có nghĩa là sẽ dúng dúng ngay phần bụng. Rồi vàng dây, Quỳnh Hạo Nhiên lấy vàng dây. Rồi vàng dây để coi còn nha khách. Hết vàng dây có một bộ rồi khách ơi, hết rồi nha. Mẫu đó Tiết hết rồi. Rồi 40-57 kg chốt cho Tiết là đen, 40-57 kg đen. Rồi 40-57 kg đen. Rồi chốt đen 40-57 kg đen. Rồi đây khách ơi, 60 kg chạy 45-60 kg. Mã này ghi cho Tiết là vàng nút, có 3 cái nút sau lưng. Rồi mã này ghi cho Tiết vàng nút nha. 40 cho đến là 45 cho đến 60 kg vàng nút. Rồi 40-57 kg ghi cho Tiết là vàng cổ, có cổ như thế này, mình ghi cho Tiết là vàng cổ nha. 40-57 kg mà của mình là vàng cổ. 40-57 kg vàng cổ. Rồi 40-57 kg hồng cổ, có cổ nha. 40-57 kg hồng cổ. 40-57 kg hồng cổ. Không có lai ton chị. Rồi mã này ghi cho Tiết à, vàng 2. Cái này áo lửng lửng nha. 40 cho đến 57 kg vàng 2. 40 đến 57 kg mã của mình vàng 2. Hồng cổ cho Nương Phạm. Rồi cái này ghi cho Tiết vàng 2 nha mọi người, có cái nút đầy đủ nha. Rồi vàng 2 nha, 40 cho đến là 56-57 kg Nương Phạm lấy vàng 2. Ok Nương Phạm vàng 2. Bộ này là cổ lá sen nha khách, khác cái cổ tí đang mặc. Rồi vàng 2 ở chỗ đây, cổ lá sen mình ghi cho Tiết là hoa vàng. 40 đến 57 kg hoa vàng. Rồi cổ lá sen nha, khác cái cổ này. Rồi hoa vàng 40-57 kg hoa vàng. Vàng cổ với dung đổ. Rồi dung đổ vàng cổ. Đây hồi nãy vàng dây tới còn bộ hồng dây nè khách ơi. Mỹ Linh Lương lấy hoa vàng. Đây hồng dây khách ơi, hồng dây nè, 45-60 kg. Rồi đây hồng dây khách ơi, 45-60 kg nha, mã của mình là hồng dây. Rồi Nương Phạm lấy hồng dây. Rồi cái này mình ghi cho Tiết hồng bèo, 40-56-57 kg hồng bèo. Rồi hồng dây chốt luôn rồi khách. Rồi ghi cho Tiết là hồng bèo. Rồi khách lấy chốt mình Tiết hồng bèo nha. Ai màu hồng đẹp. Hồng bèo. Hồng bèo nha mọi người ơi. Hồng bèo vàng bèo nha. Rồi chốt bốn mã nhìn Tiết là hồng bèo với vàng bèo. Rồi Tiết còn hình như bộ này đại nè. Hoa vàng chốt rồi khách, hoa vàng chốt rồi nha. Rồi vàng đại nè mọi người ơi. 50-65 kg vàng đại. 50-65 kg. Cái này là mango nha khách. Rồi chốt cho Tiết vàng đại. Rồi 50-65 kg vàng đại. Rồi cổ lá sen, cổ lá sen mình ghi cho Tiết là lá sen, màu xanh lá của lá sen, lá sen. 40-57 kg lá sen. Cổ lá sen nha khách. Rồi cổ lá sen nha, rồi chốt mình Tiết cổ lá sen nha mọi người. Vàng đại. Hôm nay em có like bộ sập chưa vải mango.
À, em không biết bộ nào nữa chị. Hồ Thị Kim Sang ơi, vàng đại chốt cho vàng Mỹ, lá sen chốt Mỹ Linh luôn, lá sen. Để tí coi cái cổ lá sen còn không, đợi tí xíu. Dạ dạ. Rồi, cổ lá sen cái còn à. Để coi kỹ nha coi mọi người. Rồi, cổ lá sen còn màu màu như tiết mặt. Rồi, lá sen nha Ngọc Lâm, hai nha, cổ lá sen. Rồi, cổ lá sen còn bộ, cổ lá sen nha mọi người, còn một bộ. Rồi, giống như tiết mặt, mình ghi cho tiết là mặt sen nha, mặt sen. Đây, bông mặt, cổ lá sen, mình ghi cho tiết là mặt sen. 40-57kg, mặt sen. Rồi, mặt sen nha, là cái bông giống tiết mặt cổ lá sen. Mặt sen. Mẫu dây hết rồi em. Hoa nhí sen nha, hoa nhí sen cổ lá sen. Hoa nhí sen. Rồi, đây khác dễ luôn quá trời. Hoa nhí sen nha, cổ lá sen. Hoa nhí sen. Bông không có đại khách, bông không có đại. Mặt sen cho Minh Minh. Rồi đây là cái hoa văn giống tiết mặt của lá sen. Cái này mình ghi cho tiết là xanh sen. Xanh sen nha. Rồi mặt sen cho Tiền Thanh. Rồi mặt sen cho Tiền Thanh. Triệu Kim Bủ đi đơn ok em. Rồi da bảo vỏ, đồ đẹp lắm luôn, cảm ơn khách. Cái này ghi cho tiếng là xanh sen nha. 40-57kg xanh sen. Hai nhí sen, mặt sen, xanh sen. Rồi có mấy màu thôi khách, có nhiều màu thôi nha. Rồi cái này lá sen nè, là màu xanh lá của sen, lá sen. Rồi ai lấy chú mình tiếp nha, có mấy màu vậy thôi khách ơi. Rồi Đặng Thu Dồn đi đơn ok khách. Rồi xanh sen cho Minh Minh, tầm giá 99.000 khách. Rồi đây khách ơi, 45-60kg chốt cho tí là đen. 45-60kg đen. 45-60kg đen. Rồi đen nha cả nhà, 45-60kg. Rồi chốt cho tiếng là đen. Rồi mấy cái này em xếp là dễ, dễ phân biệt, còn mấy kia khó. Rồi bộ này nhỏ, 40-55kg ngố vàng. Rồi đen cho anh Nguyệt Nguyễn. Rồi khách ơi, ngố vàng nha. Ngố vàng này nhỏ nha, 40-55kg thôi. Cái này nhỏ nha, ngố vàng. Rồi, bộ nào cũng muốn chốt. Đây ngố nè mọi người, nghe nha, cái quần ngố. Rồi, 40-55kg mình ghi cho tiết là ngố vàng nha. Đi đơn từ 2 bộ trở lên tiếp hạn. Rồi, Minh Trang ngố vàng. Rồi, 40-57kg cam sữa. 40-57kg cam sữa. Rồi đẹp quá. 40-56-57kg kem. Tà sao dài hơn tà trước nha khách. Kem 40-56-57kg kem. Đẹp quá kem. Rồi lớp nguyên có đây không ta? Lớp nguyên kiếm bộ vải tơ nè. Cam sữa. Rồi Huệ Dương là lấy cam sữa phải không em? Ghi đúng mã thì chị nha. Lớp nguyên có đây không? Lớp nguyên còn bộ vải tơ nè. Rồi.
Rồi, mã này ghi chi tiết trắng đại có thiêu nha, 50 đến 65 kg trắng đại. 50 đến 65 kg. Rồi, kem chốt cho Quỳnh Thị Thiệt. Rồi, trắng đại nè mọi người, thiêu sau lưng nè. Đen đã chốt. Rồi, trắng đại thiêu áo thiêu quần. Cam sữa Hỷ Dương chốt rồi đó. Ngố không có khách, không có. Có thì nó lộn vô 1-2 bộ rồi, chứ bên tiết không có đồ ngố. Rồi, đen này 40-55kg khách ơi, mã này ghi cho tiết đen nút nha, để khác cái bộ đen hồi nãy, kiểu này giống như kiểu vest vậy đó. Rồi, đen nút nha mọi người, 40-55kg. Rồi, chị Kim Chi Lê Thị lấy trắng đại. Bộ mặt tròn khách, tròn nha, 40-57kg. Được nha chị Kim Chi Lê Thị. Rồi, bộ này ghi cho tiếp là đen nút 40-55kg. Đen nút. Trời ơi, bộ này đẹp quá nè. Xanh đen 40-57kg, mã của mình là xanh đen. Rồi, mẫu này đẹp nha mọi người. Xanh đen 40-57kg. Xanh đen. Rồi, 40-57kg xanh đen. Trắng đại chứ đã chốt rồi chị. Rồi, cái này 45-60kg hồng thiêu. Hồng thiêu nha mọi người, nguyên cái hàng nút gỗ sau lưng. Theo tiếp, chiến này tết nhiều quần áo mà. Quần áo đẹp không à chị. Xanh đen cho Út Nguyễn. Rồi, còn đen nút nha mọi người. Rồi, cái này ghi cho tiếng là hồng thiêu nha mọi người. Đẹp quá nè, đây là thiêu nè. Rồi, ở sau có nguyên hàng nút gỗ 45-60kg hồng thiêu. Rồi, vàng mọi người ơi, 40-56kg vàng. 40-56kg vàng. Hồng thiêu cho Việt Anh Ly. Rồi, bộ này cũng đẹp quá mọi người. 40-56kg vàng. Xanh đen tiếng hết rồi khách. Rồi, cái này mình ghi cho tiếng là tím đại nha. Rồi, cái màu tím. À, không phải đại đâu mọi người. Cái này tầm 60kg cho là 40-60kg. Tím nha. Này không phải đại. Đại là tới 65kg. Rồi, tím mọi người ơi, 40-60kg. Tím. Hồng thiêu hết. Hết hồng thiêu. Rồi đây 40-50kg xanh biển. 40-50kg xanh biển. Rồi dễ thương quá mọi người, 40-50kg xanh biển. Rồi, Thanh Tâm Hoàng lấy tím. Rồi cái này ghi cho tiếp là da, 40-50kg da. 40-50kg da. Rồi đại nè khách. Rồi đại nha. Rồi hết tím. Cái này ghi cho tím là xanh đại 50-65kg. Trời ơi, bộ này đẹp lắm luôn. Xanh đại 50-65kg. Xanh đại. Rồi 50-65kg nha, xanh đại. Rồi khách lấy chốt cho tím là xanh đại 50-65kg xanh đại. Xanh biển là Nguyễn Lan. Xanh biển này 40-50kg nha khách. Bộ này nhỏ nha. Rồi xanh đại cho Quỳnh Thúy. Rồi vàng khách ơi, vàng 45-60kg. Đây mình xài dây thì xài, không dây bỏ ra nha. Rồi vàng 45-60kg. Rồi vàng. Da cho bằng lăng tím. Xanh đại hả? Rồi, cái này vàng dây đi, có cái dây cục eo. Vàng dây.
xanh biển. Xanh biển để coi còn mẫu đó. Hết. Màu biển, khoan để tiếp coi còn mẫu đó. Hết màu biển, còn kiểu khác nha. Còn kiểu khác hết rồi. Xanh biển hết nha. Còn màu xanh bơ, xanh biển qua kiểu khác. Cái này là xanh nơ, có cái nơ 40-55kg, này là xanh nơ. Rồi bộ này là xanh nơ nha, 40-55kg. Bây giờ xanh biển tí có, cái này là mình ghi cho tiếng là mã 1 đi. Một biển nha, ai một biển 40-55kg, đẹp rạng ngời luôn mọi người ơi. Một biển 40-55kg, một biển, một nâu, một xanh bơ, một tím, một xanh dương, một vàng, một đỏ, một riêu, rồi một ngọc, màu xanh ngọc, rồi mã một kèm màu á mọi người. Ai lấy chốt mình tiếp nha, mã một kèm màu nha. Đây một xanh biển, ai cả nhà ơi, một xanh biển 40-55kg nha. Rồi Ken Ken lấy một biển. Khoan để tí coi màu biển, hình như tí có một bộ, có một bộ biển thôi. Rồi Ken Ken lấy một đỏ. Rồi một riêu nè mọi người. Đó, một riêu 40-55kg thôi mọi người ơi. Một riêu nha. Xanh biển tiếp hết. Đẹp lắm cả nhà ơi. Ai này nhìn cái nút nè, thấy đẹp không? Mã một riêu. Mã một vàng. Ai đẹp lắm luôn, chốt đi mã một vàng. Khách muốn tiếp mặc màu gì cứ sẽ mặc mẫu này. Khách muốn mặc màu gì, bây giờ nhiều quần màu quá không biết mặc màu gì. Một vàng, một xanh dương. Đó, ai muốn tiết mặc vào gì cứ nói mặc cho bây giờ. Không biết mặc vào gì luôn, nhiều màu quá. Một xanh dương. Rồi Yubi Nguyễn Thị. Một vàng, một riêu, một xanh dương. Mã 1 kèm màu dùm tiếp nha. Đây là màu xanh dương. Mã 1 tím. Mặc màu xanh dương nữa không? Ai mã 1 tím. Rồi Mỹ Linh Lương lấy một xanh dương. Màu xanh dương. Rồi mã 1 tím. Ai mọi người ơi, đẹp tuyệt vời. Mã 1 xanh bơ. 40-50kg thôi, cái này nhỏ nha mọi người. Mã 1 vàng cho Ken Ken. Mã 1 vàng Ken Ken. Rồi mã 1 xanh bơ. 40-50kg, mã 1 xanh bơ. Mã 1 nâu. Rồi 40-50kg, mã 1 nâu. Bây giờ mặc một màu cho khách xem nha. Rồi mặc một màu cho mọi người xem. Mặc màu riêu đi. Chưa có mặc màu riêu nha, để tiếp mặc mã 1 màu riêu nha. Cả nhà ơi, cái này nó hơi nhỏ, 40-50kg nha. Rồi đây tí 50kg mã 6. Tư thái nè, mã 1 màu nâu.
Giờ tiếp mặt là mã 1 riêng. Đây nha mọi người, áo lủng lủng vậy nha. Rồi mã 1 riêu 40-50 kg. Mã 1 tím. Mấy 50-48 kg được không? Mấy 50-48 kg. Cái này tí không chắc chị ơi, tại vải nó không có giãn. Bộ vàng 40-50 kg Yumi Nguyễn Thị xả ra bộ mới đây nè. Rồi mã này ghi cho tiếp mã 1 tím nha. Mét 50-48 kg chứ không vừa đâu hết. Mét 50 tầm 45 kg thôi. Rồi mã 1 tím nha. Rồi đây mã 1 vàng Yumi Nguyễn Thị xả ra nè. Mọi người lưu ý là tại vì cái vải này không có giãn. Đó, mình mua mình phải chừng hao nó không có giãn nha. Rồi mã này là mã 1 vàng 40-50 kg. Mã 1 xanh bơ. Rồi 40-50 kg nha mọi người. Mã 1 xanh bơ. Rồi ai lấy thì chốt cho tiếng mã 1 40-50 kg nha. Rồi xanh đen 40-57 kg. Mã là xanh đen 40-57 kg. Rồi chốt cho tiếng là xanh đen nha. 40-57 kg. Rồi xanh đen. Rồi cái này đẹp quá nè. Da yeah, đi khách ơi. 40-57 kg da yeah. Việt Anh Ly lấy xanh đen. Rồi cái này da yeah nha. 40-57 kg da yeah. Quá đẹp luôn á. Không lấy bộ da này là uổng lắm luôn nha. Mã 1 xanh bơ cho Thi Vũ. Rồi mã 1 xanh bơ Thi Vũ 40-50 kg. Xanh đen tiếc hết rồi khách. Da cho ngờ ăn ngon. Rồi ok. Rồi đây cái màu này là màu trắng kem khách ơi. 40-56 kg trắng kem. Rồi da tiếc hết rồi khách, trắng kem nha. 40-56 kg. Phải là trắng kem. Trắng kem với hồng hai màu. Rồi 40-56 kg hồng. Rồi khách lấy gì cho tí là hồng nha. Trắng kem với hồng. Bộ này nó đẹp nhức nhối nè. Xanh ngọc 40-57 kg. Vải đẹp lắm luôn. Xanh ngọc 40-57 kg. Xanh ngọc. Rồi ngờ ăn ngon em ơi, em khách mới. Khi nào bên chị gọi em nghe máy mới đi hàng được nha. Rồi mã này ghi cho tiếp là hồng cổ 40-58 kg hồng cổ. Rồi hồng cổ 40-58 kg. Mã của mình là hồng cổ. Xanh ngọc cho Kim Anh. Nó xanh ngọc. Rồi có một bộ ngố nữa nè khách. 40-55 kg ngố cam. Mấy bộ ngố là chỉ có 2 bộ thôi khách nha. Thì còn sót lại chứ lại ngố là tiếc không có hàng nha mọi người. Rồi chốt cho tiếc là ngố cam. Có đầy đủ mức nha, tại chưa có gài vô. 40-55 kg thôi. Rồi hồng cổ chốt rồi khách. Hồng cổ chốt rồi hay. Cái này á, cái màu hồng tươi á. À đây đây, hồng cổ trên này. Hồng cổ cho Nguyên Thảo. Ngố cam Du Mi Nguyễn Thị. Trắng kem cho Hạnh Nguyên. Rồi bộ này là đen đại mọi người. Trời ơi, cái gì mà mở nút. Nút giá trên vậy. Thôi kỹ lại coi. Lỗi nè. Bộ màu 40-50 kg. Rồi đây mã này ghi cho tiếng là đen phối nha. 40-58 kg đen phối.
Bộ mặt là 40-50kg, ngố cam đã chốt. Rồi đen phối mọi người ơi, đen phối 40-57-58kg, đen phối nha. Rồi lá thiêu 40-45-60kg, nguyên hàng nốt gỗ sao lá thiêu. Rồi lá thiêu nha mọi người ơi, lá thiêu. Rồi lá thiêu khách ơi, quá đẹp luôn nha. Ai lấy chốt cho biết là lá thiêu. Đường Phạm lấy đen phối. Rồi xanh đậu 40-57kg, mẫu này đẹp nè, xanh đậu. Rồi lá thiêu Việt Anh Ly. Rồi xanh đậu mọi người ơi, đẹp quá, 40-57kg xanh đậu. Lá thiêu chốt rồi khách, đen phối chốt luôn. Rồi bộ này ghi cho tiếng là beo đại, xanh đậu do Nguyễn Phụng. Beo đại mọi người ơi, 50-65kg beo đại. Chị lên thêm một mẫu sập nữa. Rồi ok em. Rồi mã này ghi cho tiếp, beo đại 50-65kg beo đại trắng bạc. Beo đại trắng đại mọi người ơi. Rồi vàng Nguyễn beo đại. Rồi đây là trắng đại có thiêu nha, trắng đại 50-65kg khắp trắng đại. Rồi lấy ghi trực tiếp trắng đại nha khách. Rồi Việt Anh Ly xả nút đỏ rồi, không có chốt nữa nha khách. Rồi mã này ghi cho tiếp là đen đại, đen đại nha khách ơi, 50-65kg đen đại, 50-65kg đen đại. Rồi vàng Nguyễn đen đại, vàng Nguyễn đen đại. Còn trắng đại không em? Còn đúng không? Còn trắng đại cho Nương Phạm. Beo vàng đại mọi người ơi, beo vàng đại nha, 50-65kg beo vàng đại. 50-65kg nha, mã của mình là beo vàng đại nha. Beo kia tiếp chốt rồi, cái này là beo vàng đại. Rồi cái này ghi cho tiếp là cam đốc nha, 40-56kg cam đốc. 40-56kg cam đốc. Ờ cái này đẹp quá. Phối để coi cái quần mọi người. Quần này tầm 60kg trở lại thôi, cái áo thì thấy to này. Mã này ghi tiếp phối nha. Rồi 45-60kg Kim Anh lấy cam đất. Rồi khách ơi, cái này ghi cho tiếp là phối đi. Quần này nó đẹp nhưng mà thấy cái quần này 65kg mặt không vừa, 60kg trở lại ghi cho tiếp là phối nha. Mã của mình là phối. Rồi lên một cái mã sọc nữa. Cam đất hết rồi khách. Rồi 40-50kg. Đây, cái này là có cổ đồ, còn cái này là viền thôi ha. Phối cho Nguyễn Thúy. Rồi đây mọi người, 40-50kg 99.000 đồng giá. Cái này ghi cho tiếp mã 2 đi, hãy thấy đọc mã 1. Bây giờ mã 2. Hai nâu. Rồi mã 2 nâu nha. Rồi cái này là có hai cái túi. Chị đây túi chị. Phối Nguyễn Thúy. Này không? Ừ. Rồi đây nè cả nhà, nhìn mẫu phối nè, đó, mẫu mặt này dễ thương nha. Rồi, đây, cái này ghi mã 2 kèm màu hai nâu. Hai ngọc, hai tím, hai xanh dương, hai đỏ, hai riêu, hai vàng,
Rồi hai nâu cho Ken Ken. Rồi Huệ Dương đi đơn, ok em. Rồi hai xanh bơ, hai nâu, hai xanh ngọc. 40 đến 50 kg là cỡ giống như bộ đang mặc đó mọi người. Một cỡ 40 đến 50 kg thôi nha. Rồi chốt mã hai kèm màu, hai ngọc, hai nâu, hai xanh bơ, hai vàng, hai riêu cho Vũ Thủy. Màu riêu là màu giống thiết mặt mà. Hai, hai riêu. Rồi Ken Ken lấy hai riêu. Màu giống thiết mặt là màu riêu. Rồi đây hai riêu. Rồi ai lấy thì chốt lên màu nè. Hai ngọc. Bộ tiếng mặt là một riêu nha. Hai đỏ, hai xanh dương, hai tím. Thư Thái nè má hai vàng. Rồi Thư Thái nè hai vàng. 40 đến 55 ấy 40 đến 50 kg nha khách. Tí đọc lại cái này hơi nhỏ, 40 đến 50 kg nha. Hai tím, hai xanh dương, hai đỏ, hai ngọc. Rồi hai tím, hai đỏ, hai ngọc, hai vàng, hai nâu, hai riêu. Đó, mã hai đủ màu. Mã hai đủ màu nha mọi người. Rồi ai lấy thì chốt cho biết mã hai kèm màu. Mã hai kèm màu nha khách. Để coi còn mã nào, cái nào hồi sáng chốt. Rồi cái này mã ba luôn đi. Rồi cái này là ba, mã ba luôn đi, mã ba nè. Ai mã ba kiểu khác luôn ha, dễ thương lắm luôn. Rồi mã ba nha, ba ngọc. Rồi cả nhà đây là mã ba cho con người mẫu mặt. Rồi ba ngọc, ba dương, ba đỏ, ba riêu, ba tím, ba nâu, ba vàng. Rồi mã ba là kiểu này. Rồi ai lấy thì chốt mã ba. Đó mọi người thấy không, kiểu khác nhau hết trơn, nhiều kiểu. Rồi mã ba kèm màu, ba vàng, ba tím, ba nâu, ba ngọc cho Ken Ken. Rồi ba ngọc là đang cầm này. Ba nâu, màu nâu là dễ mặc nhất. Ba riêu, ba đỏ, ba ngọc, ba dương. Rồi mã ba nha mọi người nha. Ba đỏ, ba nâu. Rồi Ken Ken ba đỏ, ba nâu. Ba vàng Ken Ken. Rồi ai lấy chốt. Đẹp quá mọi người. Rồi còn nữa nha, sen kẻ size lớn xíu mọi người, sen lẻ đồ lớn xíu nha. Ba ngọc cho Nguyễn Huy. Rồi ba ngọc. Rồi bây giờ xen kẽ qua đồ khác xíu nha. Đây, qua đồ 5-6-5-7kg nè. Rồi đủ màu cho mình. Ba tím, ba xanh, Phương Phạm. Xanh nào, xanh nào khách? Phạm mời xanh tí đọc mấy xanh lận, xanh dương, xanh rêu, xanh ngọc. À, Phương Phạm là ba tí. Màu xanh gì khách ơi? Đó, một có đỏ không? Một như tiết mặt hả ba? Một như tiết mặt. Ai một đỏ. Rồi, xanh gì Phương Phạm ơi? Rồi, cái này mình ghi cho tiết nha. À, đỏ là được. Đỏ thôi, 40 đến 57 kg đỏ. Đây cả nhà. Đẹp lắm luôn nha. Rồi nút đầy đủ. Nút đầy đủ nha. Rồi chốt cho tí là đỏ, cái này cũng có nhiều màu, mẫu này đẹp lắm. Nè cho con người mẫu nè. Rồi một đỏ cho Mai Ngọc 40 đến 50 kg, một đỏ. Rồi đỏ cho Nguyễn Liên là đỏ đang cầm. Một đỏ là Caro. Một trắng nha mọi người, ớ quên trắng, trắng nha. Chị Kim Chi Lê Thị đi đơn vậy ok chị. Trắng nè, xanh nào cũng được.
Rồi, xanh nào cũng được, xanh ngọc đi đẹp. Vương Phạm lấy xanh ngọc. Rồi, đỏ tiếp hả? Cái này ghi cho tiếp là trắng nè. Ngọc dâu, đen, vàng, xanh. Rồi, tiếp có mấy màu. Đây mọi người, mẫu màu đỏ tiếp mới vừa mở ra 40 cho đến 56, 57 ký. Nguyễn Liên lấy dâu. Đây nha mọi người, xếp xếp như thế này đẹp lắm luôn nha. Rồi dâu cộng bộ. Rồi xanh 40 đến 57 ký. Đen dấu Huệ Phan. Rồi Nương Phạm gửi luôn, ok khách. Xanh cho Mai Ngọc. Rồi ok Mai Ngọc. Vàng, trắng, dâu. Còn 3 màu nha khách. Trắng nè, vàng với dâu 40 đến 57 ký. Dâu Nguyễn Ngọc Cua. Rồi vàng với trắng còn 2 màu. Vàng và trắng mọi người ơi. Đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Rồi đây vàng 40 cho đến 57 ký vàng. Rồi bộ vàng này bị lỗi còn bộ nè. Huệ Phan lấy vàng. Rồi đây vàng của Huệ Phan. Quá đẹp luôn, 40 đến 57 ký. Rồi trắng nha mọi người ơi, trắng nè. Rồi đây khách, đẹp quá luôn, trắng. Rồi còn bộ duy nhất màu trắng. Rồi còn hai bộ trắng ở đây, tiếp thấy được hai bộ trắng. 40 đến 57 ký. Rồi, đây riêu nha. 40 đến 58 ký riêu này, tà sao dài hơn tà trước. Riêu. Rồi hết vàng rồi khách. Rồi đây riêu mọi người, 40 đến 58 ký riêu. Đẹp quá cả nhà ơi. Vải này mặc đã lắm nha. Rồi ai lấy trước thì tức là riêu với trắng. Riêu với trắng. Đây còn màu trắng thôi, riêu với trắng. Trắng này trắng kem rồi, có màu nâu đẹp quá nè. Rồi ai lấy chút nâu mọi người. Có một bộ thôi nha, khỏi mở ra, nâu đẹp quá. Nguyễn Mai lấy riêu rồi, ok khách. Rồi đây, bộ này đẹp nha, nâu. Nâu nha khách ơi, mở ra cho xem ha. Rồi Mai Ngọc lấy nâu, Hạnh Nguyễn lấy trắng. Trắng là trắng kem nha khách, trắng kem. Rồi hết nâu khách ơi, mã này ghi tới xanh lý thì 40 đến 57 tới xanh lý. Rồi 40 đến 57 tới chốt cho biết là xanh lý nha. Đẹp quá cả nhà, đủ nút nè, nha, đủ nút nha. Nâu tiếp chốt rồi khách, xanh lý. Trắng này đi. Ồ cái kia nó kèm. Xanh lý nha mọi người ơi, xanh lý. Rồi mẫu này hôm bữa mặc lên đẹp lắm mọi người, chốt liền. Bộ này là xanh tây. Rồi Nguyễn Thị Thanh Tâm lấy xanh lý, bộ này là xanh tây. Bộ này đẹp lắm nha mọi người, chốt bộ này mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Xanh tây nha mọi người ơi. 40 đến 57 cái mã của mình là xanh tây. Em lấy cái bộ càng trình đó chị chốt luôn. 40 đến 50 ký khách. Xanh lý tất cả hả? Rồi còn sót lại bộ dài nè khách ơi, dài xả luôn 109.000 thôi. Rồi dài cam 40 đến 57 ký 109. Rồi dài cam 109. Rồi quần dài xả luôn 109. Chốt cho tiếp dài cam 109.
rồi quá sang luôn. Ở đây ghi cho Tiết là trắng sơ mi rồi 40 đến 58 kg, tà sao dài hơn tà trước, dài cam Nguyễn Thị Thu Thi Nguyễn Ngọc 109 là khách, còn mấy cái xếp đùi là chỉ có 99 thôi. 109 đi dùm chị nha. Rồi trắng mọi người ơi, tà sao dài hơn tà trước 58 kg cho lại. Rồi chốt cho Tiết là trắng, trắng nha, 58 kg cho lại trắng. Rồi bộ này là phô máu lẫn 40 đến 55-56 kg, hồng sen, hồng sen nha khách. Rồi 40 đến 56 kg, hồng sen quá đẹp luôn á. Rồi xanh lá 40 đến 57 kg, mã của mình là xanh lá, hồng sen cho Nguyễn Phụng. Rồi cái này xanh lá nha mọi người, xanh lá không có dài hết rồi, không có dài. Trắng sơ mi cho chị Sang Lê, quá đẹp luôn ha. Hồng đất, hồng ruốc, rồi hồng ruốc nha mọi người, 40 đến 57 kg, hồng ruốc nha, hồng ruốc. Rồi 40 đến 57 kg, mã của mình là hồng ruốc nha. Sang Lê chị chưa in giấy nè, có in giấy rồi mà cái này không chị. Ờ đúng rồi, màu trắng đó, hồng ruốc cho đậu đậu. Rồi đậu đậu lấy hồng ruốc. Rồi 40 đến 56 kg, lá đậm, lá đậm có thôi, 40 đến 56 kg, mã của mình là lá đậm nha, 40 đến 56 kg. Rồi mã là lá đậm. Rồi lá đậm nha khách. Rồi mã này ghi cho đến hồng phấn luôn đi cho khác mã nha, 40 đến 56 kg, hồng phấn. Cái này dạng áo lửng lửng, hồng phấn nha mọi người. Rồi lá đậm và hồng phấn. Rồi có mấy gì em tiếc, lá đậm hồng phấn 40 đến 57 kg, xanh bơ Nguyễn Ngọc cua lá đậm. Rồi lá đậm nha, 40 đến 57 kg, xanh bơ lá đậm chốt rồi, xanh bơ. Rồi cái này ghi cho Tiết là hồng da luôn đi, 40 đến 57 kg, hồng da. Mẫu này mặc lên đẹp nha mọi người, cái tay con nha. Rồi hồng da 40 đến 57 kg, chốt cho Tiết là hồng da. Rồi lá đậm hết 57 kg, mét 6 vừa thân lan thanh. Rồi còn bộ vàng, hồng da thanh trang đặng, hồng da xanh lá xanh tây ba màu, 40 đến 57 kg. Rồi cái này là mẫu tay con nha. Rồi xanh lá và xanh tây còn hai màu. Rồi 40 đến 57 kg, 57 cm 6 mình tiếc nha mọi người nha, tại vì cái vải này là không có độ giãn. Mình mua mình nhớ lưu ý là mình chữ hao nha. Rồi vàng nè khách, vàng nha, 40 đến 57 kg, 40 đến 57 kg. Rồi chốt cho Tiết là vàng, vàng nha khách, vàng. Ôi đẹp quá, 40 đến 55-56 kg đỏ. Rồi chốt cho Tiết đỏ. Rồi da hết rồi khách, có một bộ thôi đỏ nha mọi người, đỏ. Rồi xanh lá mặn lăn tím vàng cho bé rùa, vàng em mới xếp. Rồi xanh lá ok,
bé rùa có vàng, bé rùa 40 đến 50 kg vàng nơ. Xanh lá đây, đây xanh lá. Rồi xanh tây. Rồi cái này vàng nơ 40 đến 50 kg. Rồi vàng nơ khách ơi. 40 đến 50 kg nha, vàng nơ. Đây là nơ. Rồi 40 đến 50 kg vàng nơ có gài nút hết nha. 40 đến 50 kg vàng nơ. Rồi cái này đẹp quá mọi người ơi. Mình ghi trực tiếp là lá 2. 40 đến 57 kg lá 2. 40 đến 57 kg lá 2. Đây bộ này size đại. À vàng cộng bộ nè. Rồi vàng như nãy có vàng rồi mà ta. Rồi bé rùa có vàng rồi, hệ phan như nãy có rồi sao khách. Vàng còn sót bộ nè mọi người ơi, vàng còn sót bộ nha. Rồi vàng. Rồi đây khách vàng còn sót bộ nè. Ai lấy thì chốt vàng nha. Rồi cam đại 50-65kg nguyên hàng đúc gỗ sau lưng. Rồi cam đại 50-65kg. Rồi vàng. Vàng còn bộ. Cái này cam đại nha, 50-65kg. Đẹp quá mọi người. Úc pha lấy vàng. Bộ này là cam đại 50-65kg cam đại. Rồi cam đại 1m52-57kg không vừa đâu chị. Rồi cái này ghi chi tiết là nâu 40 đến 50 kg nâu. Cam đại cho vàng Nguyễn. Nâu nơ mọi người ơi, 40 đến 50 kg nâu nơ. Rồi tiếp còn bộ dài nè cả nhà. 109 nha. Mình ghi chi tiết là hồng da dài 40 đến 57 kg 109 nha. Hồng da dài. Ai quá đẹp luôn, 109.000 nãy cam dài, giờ hồng da dài, thiên kim đi đơn. Rồi, bộ bông luôn nè. Rồi, cái này một nơ mọi người ơi, 40 đến 57 kg một nơ. Rồi, mã của mình là một nơ nha, 40 đến 57 kg một nơ. Mã một nơ 40 đến 57 kg một nơ. Rồi đỏ thì có thơ 40 đến 56 kg đỏ này, áo dạng lửng nha. 40 đến 56 kg đỏ. Hồng da dài cho Nguyên Thảo 109. Rồi đỏ thì có thơ 40 đến 56 kg. Đẹp quá đẹp luôn á, đỏ này nó đô nha. Rồi xuất sắc luôn cái mẫu này nè khách. Mình cột dây hay không cột dây á thì mình tùy mình nha, mình thích mặc như thế nào thì mình mặc, cột cũng được không cột cũng được. Cái này mình ghi cho tiếc là lá đậm, 45-62kg lá đậm. 45-62kg lá đậm. Đỏ cho Son Nguyễn. Rồi lá đậm nha mọi người, lá đậm. Rồi đây còn màu nâu với màu cam. Đó cái này mình cột dây. Mình thích cột thì cột, không thích cột thì thôi. 99.000 đồng giá. Rồi cái này là nâu, nâu nha, bộ dưới này mới là cam. Nâu. Quần nâu đâu rồi. Rồi đây cái thời nâu 40 cho đến là 62kg nha, cam. Rồi đây cả nhà rất là đẹp luôn, cam nha, 40 đến 62kg. Rồi cam. Rồi cái này mình ghi cho tí là hồng da nè, 40 đến 57kg hồng da.
40 đến 57 cái mã của mình là hồng da. Rồi 40 đến 57 kg vàng cổ, vàng có cổ nha. Vàng cổ. 40 đến 57 kg mã của mình là vàng cổ nha. Vàng cổ. Rồi kem cổ này to hơn xíu, 60 kg cho lại kem cổ. 60 kg trở lại, 45 kg trở lên, 60 kg trở lại nha, kem cổ. Đá cổ luôn. Rồi lá cổ luôn. 45 đến 58 kg kinh lê kem cổ. Rồi lá cổ. Rồi lá cổ nha mọi người. Vàng cổ cho bằng lăng tím. Đây bộ đại nha, mình ghi cho tiếng là xanh đại, 50 đến 65 kg. Đây mọi người ơi, xanh đại nè, 50 đến 65 kg. Rồi 50 đến 65 kg xanh đại. Rồi bộ đỏ nút tròn khách. Rồi đây cả nhà ơi, ở trước nè, ở sau ha, lá cổ cho lam linh. Rồi ở sau nguyên hàng nút, ở trước cổ tròn bình thường, mình ghi cho tí là đỏ nút 40 cho đến 56 kg đỏ nút. Đây cả nhà, mẫu đơn giản thôi. Xanh đại. Rồi diễm xương tăng. Ở đây ghi cho tiếp đỏ nút nha. Đỏ nút. Rồi 40 đến 57 kg hồng sen. Hồng sen cổ lá sen mọi người ơi, đẹp nè. 40 đến 57 kg hồng sen. 40 đến 57 kg hồng sen. Rồi quá đẹp luôn. Mẫu này mà dặn lũng 40 đến 56 kg xanh bơ. Dễ thương quá trời luôn, xanh bơ. Rồi vàng. 40 đến 56 kg vàng. Rồi mẫu dễ thương lắm mọi người, xanh bơ với vàng nha. Đỏ nút 40 đến 56 kg, xanh bơ với vàng cũng vậy luôn. Đây bộ này là đại nè. Xanh bơ Mỹ Hà Phan. Cái này hồng da đại mọi người, 50 đến 65 kg, nguyên hàng nút gỗ sau lưng nha. Hồng da đại 50 đến 65 kg. Nguyễn Liên lấy vàng. Rồi hết vàng với xanh bơ. Rồi cả nhà ơi, hồng da đại nguyên hàng nút gỗ sau lưng nè. Rồi gài lại tiếp nha. Rồi hồng da đại 50 đến 65 kg, hồng da đại. Rồi Trần Huyền hồng da đại, bộ này là hồng tươi đại. Bộ này là hồng tươi đại nha khách, 50 đến 65 kg. Hồng tươi đại khách ơi, 50 đến 65 kg hồng tươi đại. 50 đến 65 kg mẫu này đẹp mọi người. Rồi đẹp quá nè, 40 cho đến là 56 kg xanh lá. 40 đến 56 kg xanh lá nha. Rồi đẹp, 40 đến 56 kg xanh lá. 40 đến 56 kg xanh lá. Chị bị hồng da đi. Đúng rồi. Rồi hồng da đã chốt. Bộ này ghi cho tí xanh đen đại.
50-65 kg, xanh đen đại. 50-65 kg, xanh đen đại. Hồng tươi đại, xanh đen đại. Xanh lá là Mỹ Hà Phan. Hồng tươi đại, xanh đen đại. Rồi bộ này dài đen rất thôi, 40-57 kg, 109. Xanh đen đại, Triệu Kim Bủ. Rồi bộ này dài đen rất thôi, 109 nha, 109 ngàn. Dài đen, 109 ngàn. Dồn đi đơn, Triệu Kim Bủ. Rồi chốt cho Tiết nha. Mã này ghi cho Tiết đen bèo, 40-56-57 kg đen bèo. 40-56-57 kg. Rồi chốt cho Tiết mã của mình là đen bèo nha. Đen bèo. Rồi lên mẫu này cho mọi người chốt. Dài đen Triệu Hồ Thị Kim Sang, 109. Rồi cả nhà ơi, mẫu này đẹp. Khách hàng thấy nha, mà khách hàng ghi không có đúng khách hàng. Rồi đây khách ơi, 40-58 kg, xanh rêu. 40-58 kg, mã là xanh rêu. Rồi 40-58 kg, đen bèo cho lụa lê. Rồi ok em. Rồi mã này ghi tới xanh rêu. 40-58 kg dễ luôn á mọi người. Xanh rêu hồng. Xanh rêu sọc hồng đi. Cái này mình ghi là sọc hồng. 40-58 kg. Bộ em mặc còn chị. Mã 1 rêu 40-50 kg nha. Rồi cái này ghi cho tí là sọc hồng 40-58 kg. Sọc hồng. Rồi sọc xanh. Xanh rêu cho chị Hồ Thị Kim Sang. Xanh rêu cái còn hàng nha khách. Xanh rêu cái còn hàng nha. Rồi xanh sọc. Xanh đen đại đã chốt lâu rồi khách. Rồi mã này ghi cho tí xanh sọc. Hồng sọc, xanh rêu 40-58 kg. Rồi chốt đơn đúng mã nha mọi người. À quên nữa chị Hồ Thị Kim Sang, em có mango đùi nè. Mango đùi nè chị. Đây mango đùi nè. Mua hai bộ, một dài một đùi, mặc đẹp lắm, chắc phải ok. Mình mua hàng mình phải ghi đúng mã đó. Mình ghi không đúng mã rồi tí đâu có chốt được, tại vì đại khác nè, mà không có chữ đại vô là nó khác. Rồi đây là mango 40-60 kg, chốt cho tí là nâu đó. Tí đọc mã đơn giản lắm, bộ nào có đại thì tí báo 65 kg cho rồi, bộ nào không đại là nhỏ. Xanh sọc cho Dung Cổ. Mình mua hàng mình để ý xíu thôi, đâu có khó gì đâu. Rồi mã này ghi cho tí là nâu. Giờ đang đọc đại mà ghi hàng không có chữ đại sao chốt được khách. Rồi mã này ghi cho tí là nâu, 40-60 kg nâu. Rồi đen mọi người ơi, 40-60 kg đen. Bộ mặt là 1 riêu, 40-50 kg. Rồi đen nha mọi người, bộ mặt là có mấy màu lận. Rồi đen nha, 40-60 kg. Nâu, đen, bèo. Rồi mã 1 màu em đang mặc cho chị Đỗ Hành. Màu em làm riêu, 1 riêu. Coi thêm màu thì em dơ lên nha. Đây 1 vàng, 1 tím. 40-50 kg, 1 vàng. Rồi 40-50 kg, 1 tím. Rồi đen cho chị Hồ Thị Kim Sang.
một tím, rồi một xanh bơ, một nâu, rồi mã một em còn một xanh dương, rồi em còn mấy màu nha, một xanh ngọc, đây mã một, một xanh ngọc, một xanh dương, một nâu, một xanh bơ, một tím, một vàng. Em mặc là một riêu đó, mã một kèm màu giùm em nha. Đây mấy chị ơi, cho mấy chị xem đó, giống bé mẫu mà. Rồi beo nha mọi người, 40-60kg beo. Rồi 40-50kg thôi khách, bộ tiết mặt 40-50kg, bộ tiết mặt 40-50kg. Chị Hồ kim sang đen ở ngoài chị. Hả? Bộ đen. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Hồ là kim sang đúng rồi. Rồi cái này ghi cho tiếp là nâu 2. Rồi 40-60kg nha, nâu 2. 40-60kg nâu 2. Rồi ai lấy ghiềm tiếp mã của mình là nâu 2, 40-60kg nâu 2. Rồi 40-57kg xanh. Cái này tiếp cận bộ xanh bộ vàng nha, 40-57kg xanh. Rồi còn bộ xanh bộ vàng nha các ơi, 40-57kg. Rồi bộ này là vàng đại, 50-65kg vàng đại, có nguyên hàng nút ở sau, nút gỗ. Rồi chốt tiếp vàng đại khách ơi, 50-65kg nha. Bộ này đẹp quá mọi người. Rồi chốt tiếp là vàng đại 50-65kg. Rồi đây hồng da 40-62kg. Cái này cái dây cột eo mình không thích cột thì thôi nha, mình để bình thường. Rồi hồng da Đỗ Thị Nga Thanh lấy vàng đại. Rồi hồng da mọi người 45-62kg. Rồi dung đổ đi đơn ok khách. Rồi mã 1 đỏ, chữ tiếp mặt có màu đỏ nữa, 1 đỏ nha. Rồi trắng nha mọi người ơi, 40-57kg mã là trắng, 40-57kg. Rồi trắng nha, cái này tiết có trắng với hồng sen, cái này cổ lá sen, trắng với hồng sen. Rồi ai lấy thì chốt dùm tiết, có hai màu 40-57kg, trắng với hồng sen, hai màu nha. Trắng với hồng sen. Rồi bộ này đỏ kem, hồng da cho kem kem, kem kem 10 bộ muốn em cặp chị cho em, cặp cho chị em ơi. Nói rồi nói luôn. Đỏ kem mọi người, 40-56-57kg đỏ kem. Ai nha, ôi túi. Rồi đỏ kem. Trắng không có đại chị. Rồi cái này mình ghi cho tiếng là xanh riêu, bộ đẹp quá. Xanh riêu 40-58 chứ đó rồi, xanh riêu. Đỏ cam cho Huệ Thu. Rồi xanh riêu nè khách ơi, đẹp quá, xanh riêu. 40-58 cái mã của mình là xanh riêu. Đẹp quá mọi người nha, 40-58 ký xanh riêu. Rồi xanh riêu 40-58kg. Rồi vàng
40 đến 58 kg mọi người. Ken ken đi đơn ok. Rồi vàng. Đây khách là 40 đến 58 kg vàng. Xanh rêu với vàng nha, 40 đến 58 kg. Rồi đây cái có mẫu này 60 kg trở lại. Rồi cái này 40 đến 60 kg, chốt cho tí là kem. Gọn người 62 cái mặt được nha khách. Rồi chốt cho tí là kem. Kem nha khách ơi. 40 đến 62 kg. Kem. Rồi còn kem. Rồi khách lấy gì cho tí là kem nha, mã của mình là kem. 40 cho đến là 60, 62 kg. Mã của mình là kem. Đây. Rồi lên bộ này 40 đến 56 kg. Phải thu lấy kem. Rồi kem tiếp còn nha, ai lấy thì chốt kem. Rồi mã này là 40 đến 56 kg thì cho tiếp là đỏ. 40 đến 56 kg đỏ. Đỏ nha khách, 40 đến 56 kg đỏ. Hồng sen, tím vàng, còn mấy màu. Đỏ, hồng sen, tím vàng nha. Rồi đây khách ơi, đây, hồng sen 40 đến 56 kg. Bằng lăng tím mấy đỏ. Đỏ còn bộ hồng sen một bộ, vàng bộ, tím bộ nha. Bạn tuyết có đỏ. Rồi hồng sen khách ơi, 40 đến 56 kg vàng với tím. Rồi 40 đến 56 kg vàng. Đẹp nha. Rồi màu tím nữa, còn 3 màu. Đây khách tím. Rồi đẹp quá, tím nha. Rồi tí còn 3 màu, ai lấy thì chốt mình tím. 40 đến 56 kg. Rồi cả nhà ơi, đẹp quá nè. Đó, kê là gần cho thấy cái vải. Ghi cho tí là đỏ tươi, áo dạng lẫn lẫn nè mọi người. 40 đến 56 kg đỏ tươi nha. À, 40 đến 56 kg, chốt cho tí là đỏ tươi. Mẫu này dễ thương. Mẫu này hôm bữa tiết bán nhiều lắm, nhiều màu nha. Rồi lấy ghi cho tí là đỏ tươi. Tím cho ly phạm. Rồi mã này ghi cho tí là vàng ba đi. 40 đến 57 kg vàng ba. Rồi 40 đến 57 kg, mã của mình là vàng ba. 40 đến 57 kg. Rồi đây mẫu này to to nè mọi người. Minh Minh lấy vàng ba. Rồi Minh Minh có vàng ba. Rồi mã này là như đại nè mọi người, để tí coi kỹ. 62 cái cho là mình ghi cho tí vàng nút, có ba cái nút gỗ. 45 đến 62 kg vàng nút mọi người ơi. 45 đến 62 kg nha. Rồi đây cái này dễ mặc, ở sau có xẻ ở phía sau. Rồi ghi cho tí là vàng nút, đây là phía trước nút gỗ nha. Rồi chốt cho tí là vàng nút. Vàng nút nha mọi người. 45 đến 62 kg mã của mình là vàng nút. Hết rồi chị, hồi Kim Phan em like hồi sáng hết rồi chị. Rồi chị Minh Minh gửi luôn, ok Minh Minh.
Rồi hồng da nút 45-62 kg hồng da nút. Quá đẹp mọi người ơi. Rồi ba cái nút gỗ phía sau lưng. Cái này dễ mặc nha, áo vàng xòe đó, mình mặc nó xòe phía dưới. Rồi hồng da nút đỏ nút. Rồi đỏ đô nè mọi người. Hồng da nút đỏ nút nha. 45-62 kg. Quá đẹp luôn. Rồi tình yêu nào lấy thì ghi giùm tiếp nha. Hồng da nút đỏ nút 45-62 kg. Hồng da nút đỏ nút 45-62 kg. Rồi mã này ghi cho biết là cà rốt. Rồi 45-62 kg cà rốt. Rồi đỏ nút, hồng da nút, vàng nút. Rồi cà rốt. Rồi cái này ghi cho tiếp là vàng đại. Đỏ nút cho lụa lê. Rồi lụa lê có đỏ nút. Đây lụa lê đỏ nút. Bộ này nha 45-62 kg nha lụa lê ơi. Bộ này là vàng đại 50-65 kg. Cà rốt cho lê phượng. Rồi cà rốt tiếp còn luôn nha. Rồi bộ này size đại 50-65 kg. Ghi cho tiếp là vàng đại 50-65 kg khách ơi. Rồi vàng đại nha. Đỏ nút cho dung vỏ. Rồi dung vỏ đỏ nút. Có ba cái nút sau lưng. Vàng đại cho bích hàng. Rồi bộ này còn hồng tươi đại nha khách. Vàng đại 50-65 kg. Em lấy cái hồng tươi đại giùm chị đi. Hồi nãy có xếp đó. Đây nè, cái tươi bên đây nè, không không? Đó đó đó, tươi luôn. Không, màu tươi kìa. Hồng đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Cà rốt cho dung vỏ. Rồi, dung vỏ có cà rốt vàng đại biết nó. Chứ còn hồng tươi đại. Đây, chứ còn hồng tươi đại nè. 50-65 kg. Hồng tươi đại nha. Chứ còn hồng tươi đại mọi người ơi. 50-65 kg. Còn bộ hồng tươi đại. Cà rốt còn luôn nha mọi người. Cà rốt còn nha. Rồi bộ này 40-57 kg. Chốt cho tiếng là vàng cổ sơ mi nha. Mình về cỡ nút ra là cổ sơ mi. Rồi vàng. Rồi lụa lê đi đơn cho em. Ok. Rồi 40-57 kg vàng. 40-57 kg vàng. Quanh ơi, giờ em coi này, đóng nó ăn gì á, xíu nó đi học á. Tối nó mới kêu em, sao nó nói là chị kêu nó kêu em là đặt Quỳnh Thánh ăn đóng. Ủa, anh đóng kêu ăn Quỳnh Thánh mà chị đâu biết ăn gì. Ai biết đâu, mới vừa kêu Quỳnh Thánh cho nó ăn. Ờ, thì kêu gì kêu ý là cho nó ăn á. Vàng cho Huệ Thu. Hai vàng cho Huệ Thu. Rồi chúng ta tím luôn. Tím nè 40-57 kg. Tím. Tím nha khách ơi. Rồi chốt bộ này dùm tím là tím nha. Rồi cái này cách ghi cho tiếng là vàng cổ. 40-57 kg vàng cổ. Mã là vàng cổ nha. Vàng cổ.
Rồi 40 đến 57 kg vàng cổ. Đây cái mẫu thay dài. Rồi đây cái mẫu thay dài mọi người ơi, mọi người chưa thấy cái mẫu thay dài đúng không? Thay dài đẹp lắm nha. Đây cả nhà, ở nhà nhìn người mẫu set lenin sơ mi cổ khóe tay dài. Cái này là 45 đến 60 kg nha. Ở này ghi cho biết là xanh đậu dài. Đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nha, có mấy màu luôn. Rồi xanh đậu dài. Đó, quá đẹp luôn, 45 đến 60 kg. Có cái túi. Rồi gài nút như thế này nha, tiếp có mấy màu là xanh đậu dài. Rồi không đổi các bạn ơi, đặt đúng thẻ tiếp nha. Xanh đậu dài, xanh bơ dài. Rồi cái nút đẹp quá. Xanh bơ dài mọi người, đây cái nút đẹp nha. Rồi tay dài nè. 45 đến 60 kg khách xanh bơ dài. Đây xanh bơ dài, hồng sen dài. Rồi hồng sen dài nha mọi người. 45 đến 60 kg hồng sen dài. Rồi khách lấy chốt một tí. Mình lấy hồng sen dài. Đó, tay dài, đẹp tuyệt vời luôn. Lenin nha, mẫu này mẫu mới luôn. Hồng sen dài cho Minh Minh. Rồi lá dài. Rồi Huệ Thu đi đơn luôn, ok Huệ Thu. Rồi cái này ghi cho tiếng là xanh lá dài. Xanh lá dài mọi người ơi. 45 cho nó 60 kg xanh lá dài. Bao nhiêu mà. Rồi Minh Minh thêm xanh lá dài. Mặt 40 đến 50 kg, màu riêu 1 riêu, thủy khoa 1 riêu. Rồi hồng dài. Này mình ghi hồng đất dài. Hồng đất dài nha. Rồi. Hồng đất dài mọi người ơi. 45 đến 60 kg hồng đất dài. Rồi chốt hình tiết hồng đất dài. Rồi ai lấy cái dơ màu lại nha, hồng đất dài. 45 đến 60 kg. Rồi xanh bơ dài, tay dài nha mọi người. Tay dài nha. Rồi 45 đến 60 kg. Rồi cái này là xanh đậu dài 45 đến 60 kg. Rồi chốt hình tiết nha, mẫu tay dài. Rồi hồng sen 40 đến 57 kg có phụ kiện nha. Chú cho tí là hồng sen 40 đến 57 kg. Rồi 40 đến 55 56 kg xanh đậu. Có hai cái túi giả. Rồi chú cho tí là xanh đậu nha. 40 đến 55 56 kg mã của mình là xanh đậu. Rồi, bộ này là tay lỡ đẹp quá mọi người ơi. Xuất sắc. Mã này ghi cho tiếng là hồng đại, 50 đến 65 kg có thiêu luôn. Tay lỡ lỡ nè.
Rồi hồng đại nha, 50-65 kg. Mã của mình là hồng đại. Rồi thủy khoa 50 kg 1m6 mới vừa nha khách. Ok thì chốt nha khách ơi. Chân thì lấy hồng sen. Ok chân thì. Rồi tối nay có like khách. Tối nay like đồ khác, không có like đồ này. 50 kg 1m6 mới vừa nha. Tiếp là 50 kg 1m6 nè. Đó mặt vừa y nè. 50 kg mà thấp là mặt không có vừa chật á. Rồi mã này ghi cho Tiếp là hồng đại khách ơi. Hồng đại nha, 50-65 kg. Rồi mã của mình là hồng đại. Rồi bộ trắng nút đẹp quá. Cái này 40-58 chứ hơi trắng nút. Ba cái nút gỗ làm sao. Rồi trắng nút. Mẹ kêu bay trời đi học ít. Trắng nút nha. 40-58 kg trắng nút. Rồi cam đất mọi người ơi, 40-57 kg cam đất. 40-57 kg mã của mình là cam đất nha. 40-57 kg cam đất. Rồi vàng 40-58 kg vàng. 40-58 kg mã của mình là vàng. Rồi bộ này ghi cho Tiếp là hoa nhí nơ. 40-57 kg mã của mình là hoa nhí nơ nha. 40-57 kg hoa nhí nơ. 40-57 kg mã là hoa nhí nơ. Nguyễn Mông lấy cam đất. Ủa cam đất vậy em. Em xét rồi. Rồi 40-56 kg hồng da. 40-55-56 kg nha, hồng da. Đây. Rồi hồng da 40-55-56 kg hồng da. Rồi cam đất 2 mọi người ơi. Cái tà sau dài hơn tà trước nha. Rồi cam đất 2 hoa nhí nơ cho Thúy Thành. Cái nơ là cái còn bông khác nữa nha. Ai coi thì tí dơ lên lại nha. Hoa nhí nơ tí còn bông khác. Rồi cam đất 2. Rồi mã của mình cam đất 2 nha. 40-57-58 cái cam đất 2. Rồi cà rốt này còn nè khách. 45-60 kg cà rốt nha. Rồi sau lưng là ba nút gỗ. Có xẻ, hôm trước là cổ tròn bình thường. Mã là cà rốt 2. Ô quên cà rốt thôi, không có 2. Cà rốt thôi nha. Rồi đây chốt cho Tiếng là riêu. 45-40-57 kg cà rốt cho Chinh Lê. Cái này riêu mọi người ơi, riêu nha. 40-57-58 kg riêu. Mấy 47-56 kg không vừa hết. Coi hoa khác hả Thúy Thành? Hoa khác hả? Đâu rồi, để coi kỹ nè. Bỏ đầu riêu cho Thanh Thanh. Rồi để tí coi qua nãy tí để cái mẫu đó nó ở đâu. Một xíu đợi xíu. Còn nhớ nằm cuốc ở dưới này sao. Đây hoa nhí nơ khác. Rồi lam linh cà rốt. Đó, cà rốt. Cà rốt thì như hết. Đây đây còn cà rốt. Rồi Lam Linh có cà rốt. Đây nơ nè mọi người. Ghi ra đấy là
vàng nơ. Đây mình ghi cho tí là vàng nơ nha. 40 đến 57 kg vàng nơ. Đâu vừa ta. Đợi xíu mọi người đây thấy rồi. Rồi đi đơn cho Lam Linh ok em. Rồi cái này ghi cho tiếng là xanh nơ. Đây cả nhà xanh nơ nha. Rồi Quỳnh Thị Thiệt lấy vàng nơ. Rồi bọn này ghi cho tiếng là xanh nơ. Đây cái cổ làm sao nè khách. Xanh nơ nha. Mà với nơ hình như còn á. Giống không ta? Nhiều bông quá không biết giống không. Đỏ nơ 40 đến 56, 57 kg. Rồi đỏ nơ. Rồi 40k là 40.000 nha Thi Vu. Mấy chị ơi mình phân biệt dùm tí xíu. Khi mình ghi k có nghĩa là giá tiền. Số ký là mình ghi ký. Còn k ở đây là giá tiền nha. Mình lưu ý nha. Rồi cái này hoa vàng nơ đi mọi người. Hoa vàng nơ. Đó, mình lưu ý mình ghi cho đúng để tránh tình hạn trạng là lộn tiền nha. Tại vì khi tiết bán hàng cái ghi là 99k. Đó, mọi người lưu ý vấn đề đó dùm tiếp thôi mọi người ơi. Rồi cái này ghi cho tiếp là một nơ luôn đi. 40 cho đến 57 ký một nơ. Đó nơ cho Thí Thanh. Rồi đỏ nơ. Đây là một nơ. Rồi 40 cho đến 57 kg. 40 kg mét 50 vừa khách. Chị nào 57 kg mét 6 mới vừa. Ví dụ như giờ 57 kg mét 50 là không vừa. Rồi lá nơ luôn mà xanh lá. Lá nơ nha. Rồi ngọc nơ. Rồi đây là ngọc nơ. Rồi khách lấy thì ghi cho tiếp nha. Đó, tiếp giờ rủ màu mã nơ cho mình. Rủ màu luôn nha. Rồi lên bộ hồng sen. Hồng sen này có dây cột sau lưng. Hồng sen dây 40 đến 60 kg hồng sen dây. Rồi Quỳnh Thị Thiệt đi đơn ok khách. Rồi hồng sen dây. Rồi chốt cho tí hồng sen dây nha. 40 đến 60 kg hồng sen dây. Cái này ghi cho tới hồng cổ 40 đến 57 kg hồng cổ. Cũng 10 đến 57 kg mã của mình là hồng cổ nha. Rồi mã này ghi cho tí là xanh bơ đại 65 kg cho lại xanh bơ đại. 65 kg cho lại xanh bơ đại. 65 cái cho lại xanh bơ đại. Vàng đại khách ơi, 65 cái cho lại vàng đại. Rồi 50 đến 65 kg vàng đại. 50 đến 65 cũng 10 phút nữa nghỉ nha mọi người. Ai có đi đơn báo một tí luôn nha. Thanh Thanh lấy vàng đại.
xanh bơ đại cho Phúc Vân. Ồ, bộ này đẹp quá chốt em mấy chị. Bộ này ghi cho tiếng là cà rốt nha. 40-58 kg cà rốt. Mã của mình là cà rốt. Thanh Thanh lấy cà rốt. Rồi xanh lá luôn. 40-57 kg xanh lá. Rồi hí hành khách mới mình tiếp sẽ gọi. Khi nào mình nghe điện thoại đọc địa chỉ mới đi hàng được nha. Thanh Thanh lấy xanh lá. Rồi Thanh Trang Đặng đi đơn, khách cũ có địa chỉ mới đi đơn được. Còn khách mới thì mình tiếp sẽ gọi. Đỏ bèo đi khách ơi, đỏ bèo. 40-57 kg đỏ bèo. Rồi đỏ bèo khách ơi, 40-57 kg mã của mình là đỏ bèo. Rồi còn bộ dài nè mọi người. Dài là 109 nha. Đùi thì tí sale 99, còn dài 109. Dài cam. Đỏ bèo anh Thư Trần Thị. Rồi bèo còn mấy màu nha, hồng bèo, vàng bèo, xanh bèo. Rồi dài cam 40-57 kg dài cam. Rồi Thanh Thanh dài cam 109. Rồi đây khách ơi. Rồi mã này cam sữa 40-56 kg cam sữa. Rồi cam sữa. Rồi cam dây, rút dây hai bên 40-55 kg cam dây. Xanh bơ tiếp hết rồi khách. Rồi cam dây. Cẩm Hà Lê Thị cam dây. Mẫu bèo tiếp còn vàng bèo, hồng bèo, xanh bèo, tay hồng bèo. 40-56-57 kg thôi nha khách. Hồng bèo. Rồi xanh bèo, xanh biển, vàng bèo. Xanh này đẹp. Đây 40-56-57 kg xanh bèo. Rồi cảm thấy đi Lê Thị đi đơn ok em. Để coi còn là gì. Vàng bèo, xanh bèo. Hết rồi đó khách. Còn mấy mà màu riêu nữa. Màu riêu, màu kem. Xanh bèo với Thu Lê. Kem bèo. Dài, dài cam đã chốt rồi khách. Kem bèo. Kem bèo với Thu Lê. Nó có nhà ở nhà có nhiều chuyện á. Gậu hai đứa hết sức luôn. Riêu bèo danh Thư Trần Thị gầu hết sức. Rồi vàng bèo tiếp mở ra chưa ta. Chưa mở vàng bèo. Đó ngày có chuyện. Đổ đồ ăn thôi. Cũng nói. Riêu bèo kem bèo còn luôn nha. Vàng bèo 40-56 kg vàng bèo. Rồi vàng dây này 45-60 kg vàng dây, dây sau lưng. Hồi xưa biết sẽ khỏi đẻ. Đẻ bây giờ cho ăn thôi nó cũng nặng nhau nữa.
kêu bè đó anh Thúy. Rồi vàng dây ăn thôi cũng nặng nhau nữa, kêu bèo là hai người rồi. Vàng dây mọi người ơi 45-60 kg vàng dây. Rồi xanh sập dồn áo khoác lai tối nha. Ok Thanh Thúy. Rồi xanh sọc 40-58 kg xanh sọc. Cái này là thiêu trên túi nha khách. Xanh sọc 40-58 kg xanh sọc. Thanh Thanh lấy xanh sọc, hồng sọc. Hồng sọc khách ơi, 40-58 kg hồng sọc. Đổi lại khác nha khách. Rồi vàng dây với Thúy Thanh. Rồi ok Thúy Thanh vàng dây. Rồi cái này ghi tiếp. Nơ rồi vậy khách là nơ nha. Đổi lại hàng khác. Hàng khác chứ không phải là áo khoác. Đổi lại đồ khác. Rồi mã này ghi cho tí là nơ hồng sọc cho Nhã Lê. Sọc đó tí còn màu nha, ai coi thì tí dơ cho mình chốt. Nơ cho anh Thư Trần Thị, nơ còn màu luôn. Nơ còn màu nha mọi người nha. Rồi cái này cổ lá sen dễ thương lắm à. Dồn bộ dây kéo ok Thanh Thúy. Rồi mã này ghi cho tí là xanh ngọc. Xanh ngọc mọi người ơi, xanh ngọc 40-57 cái cổ lá sen xanh ngọc. Rồi đây là vàng nơ nha, 40-57 kg vàng nơ. Xanh ngọc vàng nơ. Rồi đỏ thì tay lỡ nha các ơi, 40-57 kg tay lỡ đỏ. Nói này đỏ đô ha, 40-57 kg tay lỡ đỏ. Sáng giờ uống chưa hết bình nước nữa trời. Vàng nơ cho ngọc giàu rồi ok khách. Rồi vàng nơ. Bộ em mặc có màu mẫu khác ha, màu khác chị. Màu khác là em có, mẫu khác cũng có luôn. Rồi cái này ghi cho biết tay lỡ đỏ nha. 40-57 kg tay lỡ đỏ. Rồi cái này ghi cho tiếp nâu nơ 40-50 kg. Đó, vải caro giống tí. 40-50 kg nâu nơ. Dễ thương lắm mọi người. A à, nè, mẫu mặt nè. Rồi cái này ghi cho tiếp là rồi vàng nơ nha, vàng nơ. 40-50 kg. Rồi chị Minh Phượng đi đơn. Xanh khách ơi, 40-57 kg xanh. 40-57 kg xanh. 40-57 kg xanh. Rồi đỏ tay lỡ, hồng tay lỡ mọi người. 40-57 kg. Rồi cái dây á là mình dài lên nha khách. Đó mình dài lên đây. Rồi đỏ tay lỡ và hồng tay lỡ. Đỏ tay lỡ, hồng tay lỡ. Rồi
Rồi cái này chốt cho Tiến là xanh lá 40 đến 57 kg xanh lá. 40 đến 57 kg xanh lá. Đỏ nút 40 đến 56 kg, nguyên hàng nút gỗ, nút gỗ sau lưng. Đỏ nút nha. Rồi 40 cho đến 56 kg. Đỏ nút. Rồi xanh biển 40 cho đến 57 kg xanh biển. Rồi 40 đến 57 kg hoa nhí. Con nghe này chú. Dạ rồi rồi để con nói. Dạ. Nó mới ăn không kịp ăn. Bói rồi, bói nói. Bói nói đông ăn đi, ông bảy đang đợi dưới đó. Rồi hoa nhí nha mọi người, 40 đến 57 kg hoa nhí. Rồi 40 đến 57 kg chốt cho Tiếp hoa nhí. Rồi Tiếp Thủy hả nhà ơi. Này lấy gì đây, bộ đen còn bộ đen. Nghĩa hồ lấy hoa nhí. Hoa nhí như còn. Hoa nhí cổ lá sen. Rồi để tiếp coi hoa nhí của lá sen. Rồi hoa nhí cái còn mẫu này à khách ơi, mẫu này sơ mi đi đơn gì gì gì. Ai hoa nhí là áo sơ mi dài không có áo lỏng. Hoa nhí 2. Rồi xanh lá cho Mỹ Linh luôn. Cái này là ghi cho tiếp hoa nhí 2 nha. Cái này là áo sơ mi, áo bình thường. Còn nãy là áo lửng. Rồi chốt cho Tiếp là hoa nhí 2 nha. Đó, áo này là bình thường, không có lửng. Còn cái kia là lửng. Rồi Thanh Thúy lấy hoa nhí 2. Hoa nhí 2 cái còn bộ nè. Ai lấy thì chốt mình Tiếp nha. Hoa nhí 2 là áo bình thường, không lửng. Này ghi cho Tiếp hoa đỏ nè, cái áo lửng lửng nè, bỏ lá sen ha, hoa đỏ. Rồi đi đơn cho Thanh Thúy, ok Thanh Thúy nha. Rồi hoa đỏ. Rồi lấy thì chốt cho Tiếp là hoa đỏ nha, cổ lá sen 40 cho đến 57 kg hoa đỏ. Rồi Thanh Thúy lấy hoa đỏ. Hoa đỏ. Màu đen dơ lên cho ta, chưa dơ đen, dơ lại đen. 40 đến 56 kg nha, 56 57 kg đen. Rồi 40 đến 56 kg đen. Đen với cam hai màu. 40 đến 56 57 kg cam. Rồi đen với cam. Cái màu da này đẹp quá mọi người ơi. 40 đến 57 kg da. Chốt cho Tiếp là da nha, cổ sơ mi. Da. Rồi hồng sen, 40 đến 57 kg cổ sơ mi luôn, hồng sen. Rồi hồng sen 40 đến 57 cái mã là hồng sen. Rồi xanh bơ 40 đến 57 cái xanh bơ. Da cho cúc bùi.
hồng sen với lê phượng, cam cho cúc bùi, cam em mới xếp rồi. Bộ này đi cho tiếng là nâu rồi, cả nhà bộ nâu đẹp quá, cả nhà không lấy. 45 đến 62 ký nâu, nâu đẹp quá, nâu nha. Rồi lấy đi cho tiếng là nâu. Có bộ trắng đại, hồi nãy có chị nào hỏi màu trắng. Rồi, nâu cho Thanh Thanh. Trắng đại mọi người, 65 cái chợ trắng đại. Nâu hình như mình còn á em. Em nói gì chị vậy? Bên dãy nó có nâu. À không không, ngay chỗ cái dãy mà Hồng Thi vô phía dưới có bộ nâu á. Đây dưới nữa, em coi giống không? Đúng rồi. À, nâu với nâu này coi cái mẹ. Đúng rồi. Rồi anh Thư Trần Thị có nâu luôn, hai bộ nâu. Cái đó chứ còn cam với vàng luôn nha. Mẫu đó còn cam với vàng. Rồi cái này trắng đại. Rồi mẫu nâu chứ còn cam với vàng nha. Ai coi chứ chơi lên luôn cho. Vàng sắc nắp 40 đến 57 ký. Vàng sắc nắp. Rồi kem, kem nè em. Không kìa, khúc chính giữa. Rồi kem. Rồi vô đây cho chị. Nguyễn Đông có kem nè. Hay nha, màu kem mẫu đó rồi còn vàng. Màu vàng ở phía dưới luôn em. Không, Tú ở dưới mà. Đúng rồi, em coi cái giải đúng rồi. Coi cái mạng thì chị. Rồi đúng rồi, để chị đưa đưa bộ vàng. Ai tiếng còn bộ vàng luôn. Ai lấy chốt nha. Cam Nguyễn Đông rồi còn bộ vàng. Đây là vàng sắc nắp. Rồi bộ này vàng sắc nắp nha, 40 đến 57 ký. Ai vàng nè. Vàng giống bộ nâu với cam. Ai còn bộ vàng. Đây là mango, còn cái sắc nắp kia là lenin. Đây nè, vàng mango nha. Còn vàng sắc nắp là vàng lenin. Tím nơ nè, 40 đến 50 ký. Ngọc giàu đấy, vàng sắc nắp. Rồi ok khách. Sắc nắp tí còn màu nha, còn nhiều màu á. Bộ này ghi cho tí là tím nơ nha, 40 đến 50 ký. Tím nơ phơm nhỏ 40 đến 50 ký. Tím nơ riêu nơ 40 đến 50 ký. Tím nơ và riêu nơ 40 đến 50 ký nha. Tím nơ riêu nơ. Rồi cái này ghi cho tí là hồng nút 45 đến 62 ký. Hồng nút. Cũng 5-62 ký. Hồng nút. Có đen sắc nắp không? Rồi đợi tí coi tí còn cục. Còn rồi có sắc nắp không? Không có đen sắc nắp. Không có đen sắc nắp nha khách ơi. Nơ gì chị đủ hành. Rồi sáng nát thì đưa hết rồi, tưởng đâu còn, chị có không phải. Đây đây đây, thấy rồi mọi người. Đây sắc nát còn nè, màu đen sắc nát nè. Màu này là màu đen hay xanh đen nè. Này đen hay đen, đen sắc nắp nè khách. Rồi đây cái cục sắc nắp đủ màu, đen sắc nắp nha. Rồi 40 đến 56 57 ký. Vàng sắc nắp. Xanh bơ sắc nắp.
rồi đỏ sắc nách luôn đó, có mấy bộ với là màu đen. Rồi ai lấy chú mình tiếp nha, mẫu này là mẫu sắc nách nha. Rồi bộ này là kem 40-56 kg kem, 40-56 kg kem. Rồi chốt kem 40-56 kg. Rồi nghỉ cả nhà ơi. À đây còn cái gì, mấy bộ lên luôn. Rồi chị Đỗ Hạnh đi đơn khỏi gọi. Đây cổ lá sen ngọn bộ, hoa đỏ 40-57 kg, cổ lá sen hoa đỏ nha, 40-57 kg. Rồi hoa đỏ 40-57 kg hoa đỏ. Bốn mươi đến 56 kg xanh nút, như hàng nút gỗ làm sao xanh nút. 40-56 kg xanh nút. Rồi 40-57 kg đỏ đô, cổ lá sen luôn đỏ đô. 40-57 kg đỏ đô. Rồi lá đậm mọi người ơi, 40-58 kg lá đậm, 40-58 kg lá đậm. Rồi da nha, da này có dúng hùng sao, 45-62 kg da, 45-62 kg da. Ánh hồng phan lá đậm. Rồi rồi ai đi đơn báo em, đi đơn hai bộ trở lên nha khách, bên em một bộ không đi đơn nha. Rồi tiếp nghỉ ra nhà ơi. Bông anh để chung nha. Rồi tạm biệt mọi người nha.